Triều Kính lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo, "Ngươi cho ta là trẻ con sao? Nếu như ta giúp ngươi làm chuyện này, thì đồng nghĩa với việc nhảy xuống hố, không thể bò ra được nữa." Ngưu Hữu Đạo, "Triều trưởng lão, đối với ta mà nói thì người chết là vô dụng, Triều trưởng lão sống tốt sẽ càng có tác dụng với ta hơn, ta còn ước ngươi sẽ trở thành trưởng môn Vạn Thú môn nữa đây. Những con chim của ta cũng không phải được trộm từ Vạn Thú môn, ta có thể có những con chim kia thì Mao Lư Sơn Trang của ta có thể chống lại sự đánh lén từ triều đình nước Yến." Thế lực sau lưng ta cũng không đơn giản như người đã nghĩ, ta tới đây để kết bạn, ngươi và ta hợp tác thì ngươi cũng có chỗ tốt, ta không cần thiết hại ngươi." Triều Kính Yên lặng, do dự, bởi vì lão ta biết, chỉ cần bước ra một bước này thì sẽ không còn đường quay trở lại. Thế nhưng lão ta không còn lựa chọn nào cả, khuôn mặt đen lại, nói: "Số bí dược mà quân đội nước Yến cần rất khổng lồ, ta không thể cung cấp cho ngươi, nếu không thì sẽ bị tông môn phát hiện, ta chỉ có thể cho ngươi bí phương, còn bí dược thì ngươi hãy tự chế đi." Nghiêu Hữu Đạo, cứ làm như vậy đi, chỉ cần có tác dụng là được. Triều Kính cũng là người hung ác, nếu đã quyết định thì không do dự nữa, trước mắt cứ qua cửa này đã rồi tính sau. Lão ta đá thi thể của Khâu Vấn Hiền ra, chấm máu tươi của Khâu Vấn Hiền rồi viết bí phương lên trên quần áo của Khâu Vấn Hiền, cuối cùng thì xé phần vải đó ra, ném cho nghiêu Hữu Đạo. Khi có được bí phương thì nghiêu Hữu Đạo mới vuốt cằm nói, ta vẫn giữ lại câu nói lúc trước, ta tới đây để kết bạn ngài yên tâm, chỉ cần bí phương có tác dụng thì ta sẽ giao lại mấy đứa cháu ngài cho ngài một cách an toàn. Sau đó hai người lại thảo luận một lúc, cũng quyết định phương thức liên lạc xong thì Nghiêu Hữu Đạo mới bay lên trời, nhảy ra khỏi hẻm núi, dẫm mạnh vào vách núi bay tiếp lên phía trên, rồi có một con chim lướt tới đỡ lấy hắn rồi vỗ cánh bay đi. Sau khi rời khỏi nơi đây thì Nghiêu Hữu Đạo nhìn về phía quản phương nghi đang điều khiển chim rồi hỏi, hơi không giống cô nha, cô không muốn biết kết quả của chuyện này là gì hay sao? quản phương nghi cười hỏi lại điều này cũng không phải bí mật gì mà ta không biết ngài cho rằng ngài là người tốt hả kẻ bị ngài để mắt tới ngài lại tự mình ra tay thêm vào cái tài ăn nói có thể lừa chết người không đền mạng thì kết quả còn cần hỏi hay sao nghiêu hữu đạo nghe bà ta nói vậy liền im lặng thật sự không nghĩ tới người này tin tưởng mình như vậy quản phương nghi quay đầu lại hỏi thiên kiếm phù của ta đâu ngài không cầm nó trao đổi lấy thứ gì đó chứ nghiêu hữu đạo lấy tấm phù ra trả lại cho bà ta ta đâu dám chứ nếu như trao đổi thật thì cô liều mạng với ta thì sao quản phương nghi tóm lấy tấm phủ rồi cất đi cũng đáp trả thôi đi giả vờ ngoan ngoãn làm cái gì chứ nếu như nó thật sự có tác dụng thì ngài có thể quan tâm tới cảm xúc của lão nương mới là lạ nghiêu hữu đạo cười khổ xem ra cô hiểu lầm ta rất sâu sắc rồi quản phương nghi cười lạnh hiểu lầm khi nói câu đó thì ngài có cảm thấy trái lương tâm không có xấu hổ đỏ mặt hay không À mà với da mặt dày như tường thành của ngài thì cũng đâu biết hai chữ, xấu hổ, viết như thế nào đâu, thật sự là không biết xấu hổ mà. Được rồi, đừng nói nữa. Như hữu đạo lôi một miếng vải rách ra, đưa tới trên tay của bà ta. Thứ gì vậy? Quản phương nghi mở tấm vải ra xem, một bức thư máu. Chẳng lẽ triều kính viết giấy cam đoan đưa cho ngài? Không đúng, hình như đây là một phương thuốc. Như hữu đạo, quân đội nước Yến rất đông đúc, lượng thuốc cần cũng không phải là một số lượng nhỏ, mà mua những thứ này cũng không nên công khai. Nhanh chóng liên hệ với Hiểu Nguyệt Các, đưa bí phương này cho bọn họ, để bọn họ hỗ trợ tạo ra. Quản phương nghi gật đầu, lại ngửi vài rách thì thấy đây thật sự là máu người, thì hỏi lại với giọng nghi ngờ, máu của Triều kính hay sao? Ngài không có làm gì lão ta chứ? Nghiêu hiểu đạo, ta có thể làm gì lão ta đâu? Trong đầu quản phương nghi xuất hiện nấm mổ bên ngoài Mao Lư Sơn Trang, hỏi, ngài cứ buông tha lão ta dễ dàng như vậy hay sao? Ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo thả về phía xa xa, không trả lời. Quản Phương nghi sử dụng khẩu hình không biết là mắng Ngưu Hữu Đạo cái gì nữa, sau đó hỏi tiếp, tại sao Vạn Thú Môn lại khác bình thường, tham dự vào cuộc chiến tranh giữa các quốc gia, trợ giúp nước Tống chứ? Thừa tướng nước Tống là Tử Bình Hưu đã sai người tới uy hiếp, mà Vạn Thú Môn cũng có thứ mà họ cần, họ muốn dùng cơ hội này để có được quyền tự trị khu vực xung quanh đây. Mà điều càng quan trọng hơn đó chính là các quốc gia chiến tranh rất kịch liệt, cũng làm cho Vạn Thú Môn cảm thấy lo lắng bởi vì vạn thú môn không có thế lực của riêng mình nên muốn dùng cơ hội này để lộ thực lực của mình ra để khi tương lai ai thắng ai thua nước tống thuộc về kẻ nào đều không dễ dàng trêu chọc vạn thú môn như hữu đạo giảng giải đại khái tình hình hiện tại của vạn thú môn vừa lấy được từ miệng của triều kính quản phương nghi nghe xong liền thở dài thì ra là thế cũng bởi vì vậy mà mấy trăm ngàn người đã mất mạng như hữu đạo bọn họ có tham dự vào hay không thì số người chết cũng chưa chắc đã ít đi bọn họ cũng không để ý điều này lắm dù sao người chết cũng không phải là người của bọn họ. Thi thể trong thung lũng đã biến mất, là do chính tay chiều kính dọn dẹp sạch sẽ. Lão ta một mình đứng trong thung lũng trầm tư, sau đó thở dài một tiếng, nhảy ra khỏi nơi đây. Trên đường đi, đại đệ tử từ hỏa xuất hiện đón lão ta, dùng ánh mắt kinh ngạc mà nhìn lão, sư phụ. Chiều kính biết y định nói cái gì, y muốn hỏi tại sao lão lại không phát tín hiệu ra tay nên lão ta đã chặn lại trước, không sao, hãy thông báo cho mọi người trở về hết đi cũng đừng để ai biết cả ây từ hỏa đành thôi không hỏi nữa rõ chiều kính rời đi trước tâm trạng rất khó chịu lão ta rất muốn tìm tới chiều thắng hoài rồi hỏi rõ ràng chuyện gì đã xảy ra thế nhưng lại không thể chẳng những không thể vạch trần ra mà còn phải nghĩ cách giấu giếm giúp chiều thắng hoài nữa tìm ra lý do hợp lý tại sao chiều thắng hoài lại đột ngột mất tích lão ta biết chuyện càng phức tạp thì manh mối lưu lại sẽ càng nhiều mình sẽ càng khó khăn khi che giấu hơn trước kia chỉ có nghe đồn đại về nghiêu hữu đạo thế nhưng hôm nay lão ta mới thật sự biết được lợi hại như thế nào vừa gặp mặt cũng đã trải cho mình một con đường không có lối về rồi thậm chí hắn còn đứng trước mặt mình mà nói ta để ngươi làm người thì ngươi mới có thể làm người ta muốn ngươi làm chó thì ngươi chính là một con chó lão chưa từng nghĩ tới đường đường là trưởng lão của vạn thú môn lại bị một tên nhóc con nắm thóp mà lại lão ta còn không còn con đường nào khác để mà đi, chỉ có thể đi trên con đường được Nghiêu Hữu Đạo trải trước mắt này. Quan trọng nhất đó chính là Nghiêu Hữu Đạo cũng không phải tán tu, hắn đã có thế lực khá lớn, không phải cái loại có thể cùng thế lực khổng lồ chèn ép được. Cái thằng ngu chiều thắng hoài kia lại còn trêu chọc loại người này, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết được thằng ngu kia làm sao có thể là đối thủ của Nghiêu Hữu Đạo được, lão ta chỉ nghĩ tới đây là nổi giận đùng đùng. Càng nghĩ càng tức giận, thế mà lại liên lụy tới lão, hy vọng là Ngưu Hữu Đạo là người giữ lời, có thể thả người, sau đó lão sẽ đập gãy chân chó của thằng cháu bất hiếu này mới được. Bên cạnh đường chính là một mảnh trang trại hoang phế, đổ nát thê lương, có vết cháy vẫn lưu lại đây, đây chính là việc tốt do quân đội nước Yến làm. Hai bóng người mặc quần áo tà tơi đang kiếm ăn trong đồng ruộng này, cũng không phải tất cả mọi người đều bị đuổi đi, luôn luôn vẫn sót lại một hai người. Chương 1056, nữ giả nam trang 2. Khi không tìm được thức ăn ở đâu nữa thì họ sẽ tới đây tìm, trước lúc chiến tranh diễn ra đồng ruộng đã gieo hạt, lúc này đã mọc mạ rồi, chỉ cần là thứ có thể ăn thì họ đều không bỏ qua. Một người đi tới từ phía xa, hai người ở trong ruộng cũng không tìm kiếm thức ăn nữa mà nhìn về phía người đến. Khi người đó tới gần thì hai người này thấy người đó có một thân hình lực lưỡng, sau lưng còn đeo một thanh đao lớn thì rất hoảng loạn, vội vàng chạy trốn về phía trang trại đã đổ nát. Người đến chính là Viên Cương viên cương cũng không đuổi theo hai người kia mà tìm tòi khắp nơi trong ruộng đồng sau khi không tìm được thứ mình cần tìm thì lại đi tới khu vực đổ nát phía xa xa hắn ta tới đây tìm ra vị nấu ăn bởi vì ngân nhi vị yêu vương này đã quen ăn uống những thức ăn ngon miệng rồi khi nghiêu hữu đạo còn ở đó thì vẫn có thể nuôi được ngân nhi rất ngoan ngoãn mà nghe lời mà nghiêu hữu đạo đi khỏi thì ngân nhi trở nên rất khó chịu chê thức ăn khó ăn muốn viên phương tới làm đồ ăn cho nàng ta thế nhưng viên phương lại không ở đó nên đành phải kéo Viên Cương tới nấu nướng cho nàng ta. Lúc đầu Viên Cương còn không để ý lắm, thế nhưng sau đó phát hiện tình hình không đúng, bởi vì Ngân Nhi tức giận, thật sự tức giận, trên mặt nàng ta xuất hiện hoa văn màu bạc. Viên Cương biết được hậu quả khi Ngân Nhi bộc phát là gì, nếu mà làm lớn chuyện lên, để người khác biết được Ngân Nhi là yêu vương thì hậu quả rất khó lường, đạo gia cũng không thể giấu giếm được nên hắn ta phải nghĩ cách giải quyết chuyện này. Rất may là chủ nghệ của Viên Phương là do Viên Cương dạy dỗ hiện tại hắn ta cũng chỉ còn thiếu vài thứ gia vị nữa mà thôi viên cương nghĩ tới những thôn xóm gần đó nên tới tìm xem trên đồng ruộng không có thì có lẽ trong đống đổ nát phía xa là có đại quân chỉ vơ vét lương thực chưa chắc lấy đi cả những thứ vớ vẩn đó nơi giấu người trong khu đổ nát này cũng không nhiều viên cương tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn mà thôi thế nhưng trong mắt của hai người lúc trước chạy trốn lại coi như hắn ta đang điều tra nên rất là hoảng loạn một lúc sau vội vàng chạy trốn đi nơi khác đúng lúc này một con ngựa phóng nhanh tới đây viên cương thấy vậy liền vội vàng núp ở phía sau bức tường đổ hai tên nông phu kia khi đang chạy thì gặp được người kỵ sĩ này nên càng hoảng loạn vội vàng quay đầu chạy hướng khác người kỵ sĩ kia rút kiếm ra quát đứng lại dù sao chỉ có hai chân cũng không thể chạy nhanh bằng bốn chân nên hai tên nông phu sợ hãi tới mức quỳ trên mặt đất liên tục cầu xin tha thứ con ngựa dừng lại người kỵ sĩ nhìn chằm chằm vào hai người đang quỳ trên mặt đất mà hỏi hai người các ngươi là ai có phải là gian tế của nước yến không hai tên nông phu liên tục dập đầu chúng ta không phải gian tế không phải gian tế chúng ta là nông dân ở nơi này không kịp chạy đi nơi khác đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng khi nghe được những lời này thì người kỵ sĩ kia buông thanh kiếm trong tay xuống khi thấy thân hình gầy gò của hai người thì đúng là không giống gian tế hốc mắt người này đỏ lên người kỵ sĩ này đút kiếm vào trong vỏ kiếm rồi nhảy xuống ngựa tháo chiếc tay nải của mình ra ngồi xổm trước mặt hai người mà lấy lương khô từ trong tay nải ra cho hai người. Lương khô được tạo thành hình rất xinh đẹp, còn có cả bánh ngọt nữa. Có lẽ là đã rất đói, khi thấy thức ăn xuất hiện trước mắt mình, cũng thấy người kỵ sĩ này không muốn giết hai người mình nên hai người cướp vội lương khô, ăn như hổ đói. Mà lương khô không có nước, ăn nhanh như vậy thì hậu quả là cả hai đều bị nghẹt, cả hai phải cố gắng lắm mới nuốt miếng lương khô này xuống. Người kỵ sĩ đó chảy nước mắt, dùng tay áo lau đi rồi nói với giọng của một nữ nhân, ăn từ từ thôi đừng vội đều là của hai người không có ai tranh cướp đâu rồi tiếp tục lấy hết lương khô trong tay nải ra cho hai người viên cương hé mắt từ sau bức tường đổ gần đó ra nhìn cảnh tượng này nữ nhân sao chẳng lẽ là nữ giả nam trang hai tên nông dân kia nghe được tiếng nói này thì mới giật mình hỏi lại đại nhân là nữ người kỵ sĩ kia lại khôi phục lại âm thanh của nam nhân đứng dậy nói quân tống không thể bảo vệ quốc gia làm cho các người phải chịu khổ là lỗi của chúng ta các người cũng đừng ở lại nơi đây, quân yến lúc nào cũng có thể càn quét qua nơi này, hãy cầm theo số lương khô này mà đi tới kinh thành đi, nhanh lên. Khi nghe được người kỵ sĩ này nhắc tới quân yến thì hai tên nông dân quay đầu về phía đống đổ nát, một người đưa tay chỉ tới rồi nói, đại nhân, quân yến, có thám tử quân yến đang núp ở đó. Người kỵ sĩ kia cảnh giác lên, ánh mắt đưa về phía sau bức tường đổ, quả thật là có kẻ nhìn lén, rồi đưa tay lên, hai mũi ám tiễn bắn ra ngoài. Viên cương hơi lệch đầu liền né được ám tiễn, làm hai mũi ám tiễn này cắm sâu vào trong vách tường đất phía sau hắn ta người kỵ sĩ kia lại rút kiếm ra lao nhanh tới đây nhảy qua bức tường đổ thấy được viên cương ở phía sau liền lao tới đâm ra một kiếm viên cương đã nhìn ra người này cũng không phải tu sĩ chỉ có chút võ công mà thôi hắn ta bình tĩnh mà đưa tay ra tóm lấy bảo kiếm đang đâm tới người kỵ sĩ giật nảy cả mình đối phương lại không sợ bảo kiếm giống như mình đồng ra sắt vậy rất dễ dàng tóm được mũi nhọn của thanh kiếm Càng quan trọng hơn là, đối phương tóm chúng kiếm, làm cho người kỵ sĩ này không thể động đẩy kiếm trong tay chút nào nữa cả. Người này còn định đá ra một cước thì viên cương lại buông ra thanh kiếm đang cầm trong tay, rồi đấm thẳng vào bụng người kỵ sĩ kia. Phốc, người kỵ sĩ phun ra một búng máu, bị một quyền của viên cương đập bay ra ngoài, đụng đổ bức tường đất phía xa, dẫy dụa muốn đứng dậy ở trong bụi mù. Hai bên thật sự là không cùng đẳng cấp, sắc mặt của viên cương không thay đổi chút nào, đi ra bên ngoài hai tên nông phu hoảng sợ rồi vội vàng chạy trốn khỏi nơi đây cũng mặc kệ người kỵ sĩ kia chết hay là sống người kỵ sĩ kia vừa định bò lên thì có một bàn chân dẫm vào ngực người này làm cho người này ngã xuống rồi không thể đứng dậy được nữa xoẹt xoẹt viên cương cúi người xé rách mặt nạ trên mặt người đó sau khi thấy được mặt thật của người này thì viên cương hô lên tô chiếu khi bụi mù tản hết thì hắn ta mới biết là mình nhìn nhầm người này cũng không phải là tô chiếu mà chỉ giống tô chiếu tới bảy phần còn có ba phần khác biệt bởi vì người này còn xinh đẹp hơn cả tô chiếu. Cô là ai? Viên cương ngồi xổm trước mặt người này mà hỏi. Muốn chém muốn giết cứ tự nhiên. Nữ tử quay đầu qua một bên, lại bởi vì đau đớn mà ho hai tiếng, trên mặt xuất hiện vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục. Sắc mặt viên cương khá phức tạp mà nhìn chầm chầm vào nàng ta, rồi dùng một tay nhấc nàng ta lên, tay còn lại chém vào gáy của nàng ta làm nàng ta ngất xỉu, rồi kẹp dưới cánh tay, đi về phía con ngựa đang dừng ở bên đường, nhảy lên ngựa rồi phóng đi một lúc lâu sau, lại có mấy người cưỡi ngựa đi tới nơi này. Người trên lưng ngựa quét mắt nhìn xung quanh giống như đang tìm kiếm thứ gì vậy. Sau khi quan sát tinh khí thần của những người này, kết hợp với nguyệt điệp ở trên lưng thì biết được, những người này chính là tu sĩ. Trang trại bị vứt bỏ ở nơi đó rất hấp dẫn sự chú ý của nhiều người, đống đổ nát cách đó không xa cũng thu hút sự chú ý của mấy người này. Thế nhưng cũng chỉ hơi chú ý mà thôi, tại nơi loạn lạc như này thì tình huống đó rất bình thường. Mấy người cũng không qua đó tìm tòi mà phóng nhanh đi. Đã xác định vùng này chỉ có duy nhất một con đường này thôi sao? Một người cất tiếng hỏi, ít nhất thì đây là con đường ngắn nhất rồi, phu nhân đi rất vội vàng, muốn gặp đại đô đốc trong thời gian ngắn nhất, chắc là sẽ đi con đường này. Chương 1057, Tô Chiếu, một nữ nhân lại dám trốn nhà đi vào nơi chiến loạn, thật sự là hồ đồ, chỉ tạo phiền phức cho người khác mà thôi nếu như nàng ta xảy ra chuyện gì thì chúng ta không còn mặt mũi nào gặp mặt đại đô đốc và sư môn nữa. Ai, ta hiểu tâm tình của ngài, tại đây phòng ngự đã có 2 triệu quân đội bị tiêu diệt, sau đó quân tống còn bị tiêu diệt thêm 600 ngàn quân nữa, tại nước hiến đại đô đốc bị ngăn cản, còn biết được mông sơn minh cũng đang tìm cách vây giết đại đô đốc nên nàng ta lo lắng quá, sợ đại đô đốc gặp chuyện mà thôi. Cô nàng này, ai, thật sự là ngu xuẩn, nàng ta có tới thì có thể giúp được cái gì cơ chứ? nếu như các ngươi không nói những tin tức về chiến sự cho nàng ta thì nàng ta làm sao có thể trốn đi chứ sư thúc chúng ta cũng không có cách nào nha chúng ta đâu thể giam lỏng nàng ta được những người nàng ta có quan hệ thì không giàu thì cũng cao quý đều là những người có mạng lưới thông tin nhanh nhạy nếu như nàng ta muốn biết tin tức thì làm sao có thể không biết tin tức về chiến sự chứ chồng nàng còn đang tham gia trinh chiến nàng ta có thể không quan tâm sao nói đi cũng phải nói lại nếu như chúng ta không cho nàng ta biết tin tức về chiến sự thì nàng ta càng nghi ngờ hơn ấy mà nói thật nàng ta bỏ trốn cũng là bởi vì chúng ta không cho nàng ta đi tới cho nên nàng ta mới nghĩ cách trốn khỏi chúng ta đó ngươi nói với ta những lời này cũng vô dụng thôi các ngươi hãy cầu nguyện nàng ta không gặp chuyện gì không may đi nếu không tất cả đều sẽ không tốt hầu tử cái này có thể ăn sao bên trong khu rừng khi thấy viên cương còn tóm theo một người tới thì ngân nhi kinh ngạc mà hỏi Viên cương sừng sốt, đám người trần bá ở cạnh cũng bị kinh sợ mà nhìn chằm chằm vào Ngân Nhi, thật sự giống như đang nhìn một người từ trên trời rất xuống vậy. Một người còn sống sờ sờ đấy, ngài còn không nhận ra sao. Mà mọi người còn cảm thấy đứa tham ăn này không giống như nói đùa, mọi người cũng biết đứa tham ăn này cũng sẽ không nói đùa với mọi người. Nếu người khác nói những lời đó thì mọi người cảm thấy đó là một câu nói đùa. Thế nhưng khi nghe được từ miệng Ngân Nhi thì đám người cảm thấy giận tóc gáy, có thể ăn chẳng lẽ cái đứa tham ăn này còn ăn người sống rồi sao? Đùa à, nói thật thì viên cương cũng bị dọa sợ, cảm thấy yêu vương này cũng không ngại ăn người sống. Quen biết lâu như vậy rồi mà đây vẫn là lần đầu viên cương cảm thấy ngân nhi có tiềm chất ăn thịt người nha. Viên cương không nói gì cả mà thả tay ra, ném nữ nhân trên tay xuống đất. Ngân nhi nhìn chăm chú vào nữ nhân kia, đúng lúc này viên cương đột một ra tay, dùng tay chặt vào gáy ngân nhi với lực khá mạnh. Mắt ngân nhi trợn trắng lên, ngất đi, nằm trên người nữ nhân kia làm gì vậy trần bá nghi ngờ mà hỏi viên cương các người nhớ kỹ khi thấy nàng ta tỉnh thì hãy đánh ngất tiếp chờ đạo ra về thì nói tiếp viên cương dặn dò đám người một câu hắn ta cũng không có cách nào khác vì ra ngoài cũng không tìm được gia vị nghiêu hữu đạo và thương thục thanh đều không có ở đây nơi này không có ai có thể làm cho ngân nhi yên lòng cũng không biết tới bao giờ nghiêu hữu đạo mới có thể trở về trước mắt cứ đánh ngất ngân nhi đã nếu không khi ngân nhi biến về hình thái yêu vương lục thân bất nhận mất hết tín người thì những người ở đây sẽ chết sạch. Mà những người ở đây còn không biết rõ về Ngân Nhi nên hắn ta cũng không biết giải thích ra sao nữa. Đám người nhìn nhau, không biết tại sao Viên Cương lại đối xử với Ngân Nhi như vậy, một đứa tham ăn mà thôi, có cần phải độc ác như vậy không? Ồ, Trần Bá chỉ vào nữ nhân trên mặt đất mà nói, tại sao ta thấy người này rất quen chứ? Mấy người xuống vào quan sát, chủ lão bát kinh ngạc nói, bà chủ của Bạch Vân Gian, tô chiếu sao? Không phải, chỉ giống thôi, giống tô chiếu nhưng xinh đẹp hơn nhiều tô chiếu. Hứa lão lục lắc đầu, những người này đều làm ở phù phương viên nhiều năm, cũng đã gặp qua tô chiếu của Bạch Vân Gian rồi. Ta nghe nói bà chủ của Bạch Vân Gian đã đổi người rồi, cũng không biết hiện tại tô chiếu đi đâu. Mấy người ở đây bắt đầu bàn tán về tô chiếu, thế nhưng người biết tô chiếu đi đâu là viên cương thì lại im lặng, nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang ngất xỉu ở dưới đất. Sau khi bàn tán thì Trần Bá lại hỏi, hầu tử, nữ nhân này là ai? Viên cương, không biết, đám người lại nhìn nhau, đã không biết tại sao người lại bắt nàng ta về, người muốn làm cái gì đây? Nếu như nói viên cương thèm nhỏ dãi sắc đẹp của người ta mà cướp về thì mấy người cũng không tin, thế nhưng viên cương không muốn nói thì họ cũng không hỏi nữa. Một lúc sau, một con chim khổng lồ bay xuống nơi đây, như hữu đạo và quản phương Nhi đã trở về. Khi thấy được hai nữ nhân đang nằm trên mặt đất thì hai người cũng ngẩn người. Trên mặt ngân nhi xuất hiện hoa văn màu bạc làm nghiêu hữu đạo nhíu mày, còn một người khác hắn chỉ cảm thấy hơi quen quen hình như đã từng gặp mặt thế nhưng cũng không nhớ được đã gặp ở đâu mà quản phương nghi lại kinh ngạc mà nói tô chiếu tại sao nàng ta lại ở đây a à, không phải tô chiếu nàng còn xinh đẹp hơn cả tô chiếu nữa bà ta ngẩng đầu nhìn mọi người hỏi nữ nhân này là ai tất cả mọi người đều nhìn về phía viên cương đang im lặng hứa lão lục nói viên cương ra ngoài một lát rồi mang về nàng ta chúng ta cũng không biết nàng ta là ai Tô Chiếu, sau khi nghe được lời nói của quản phương Nhi thì Nhiêu Hữu Đạo cảm thấy kinh hãi, cuối cùng mới nhớ đã gặp nàng ta ở đâu. Nói đúng hơn là không phải gặp qua, mà là đã vẽ qua. Hắn chưa từng gặp Tô Chiếu, chỉ là dựa vào lời miêu tả của quản phương Nhi khi ở Phủ phương viên mà vẽ ra chân dung của Tô Chiếu, mặc dù hắn cũng từng ở Tề Kinh khá lâu nhưng vẫn chưa từng gặp Tô Chiếu bao giờ. Cũng bởi vì tranh chân dung và người thật khác biệt, cho nên Nhiêu Hữu Đạo cảm thấy càng giống hơn. Một nữ nhân giống Tô Chiếu, lại còn bị viên cương bắt được nên ánh mắt nghiêu hữu đạo chậm chậm nhìn về phía viên cương người khác còn không biết chuyện giữa viên cương và tô chiếu thế nhưng hắn lại biết đó vẫn là chuyện đau lòng của viên cương hắn cũng biết tô chiếu đã chết biết tô chiếu được viên cương tự tay xây mộ trong sa mạc điều này viên cương đã nói với hắn chuyện gì vậy chẳng lẽ chỉ vì giống tô chiếu nên ngươi bắt nàng ta nghiêu hữu đạo hơi do dự rồi đặt câu hỏi việc này hắn cũng không chắc chuyện khác dễ nói thế nhưng những chuyện liên quan tới tình cảm thì hắn thật sự không dám đoán bừa viên cương ngài suy nghĩ nhiều rồi cuộc đối thoại của hai người làm quản phương nghi thấy nghi ngờ mà những người ở đó cũng giống vậy tại sao cứ có cảm giác viên cương và bà chủ của bạch vân gian có gian tình nha nghiêu hữu đạo vậy thì chuyện gì đã xảy ra viên cương người này rất đáng ngờ cô ta đại biểu quân tống xin lỗi hai người nông dân thân phận có vẻ như không tầm thường ánh mắt của hắn ta quét qua đám người thấy mấy người vẫn không hiểu nên nói về tình hình lúc đó. Đám người nghe xong thì gật đầu, nếu như là vậy thì thân phận của người này thật sự đang ngờ, nữ giả nam trang, lại còn đại biểu quân tống xin lỗi dân chúng nữa chứ. Nghiêu hiểu đạo dùng khóe mắt liếc tới sắc mặt của viên cương, đột nhiên nói, trước không cần quản lai lịch nàng ta ra sao, thế nhưng hành tung của chúng ta vẫn phải giữ bí mật, không thể mang theo một người lai lịch không rõ ràng được. Lão lục, mang xuống xử lý đi, sạch sẽ chút. Hứa lão lục gật đầu, cúi người định mang nữ nhân này lên để đi xử lý. Thế nhưng một bàn tay đặt lên bả vai của hứa lão lục, hứa lão lục nhìn lại thì thấy viên cương đang giữ lấy hắn ta. Viên cương, đạo gia, ta cảm thấy vẫn nên giữ nàng ta lại, sau khi điều tra rõ ràng lai lịch nàng ta rồi nói sau, biết đâu sẽ có tác dụng lớn. chương 1058, bản lĩnh của đạo gia không thể đo đếm được một. Quản Phương Nhi cũng đồng ý với điều này, rất chính xác có thể có tâm đại biểu quân tống xin lỗi người dân thì chắc hẳn không phải là người bình thường nếu như thân phận của nàng ta rất lớn thì sẽ có tác dụng đạo gia hầu tử nói đúng vẫn nên biết rõ thân phận nàng ta là gì đã mà một phàm nhân cũng không gây nên phiền phức gì nếu như không cần thiết thì vẫn không nên giết bừa người vô tội nghiêu hữu đạo nhìn đi nhìn lại viên cương rồi nói thôi được rồi gật đầu ra hiệu quản phương nghi ngồi xuống lục soát nữ nhân kia, cũng không tìm được vật nào có thể chứng minh thân phận của nữ nhân này, chỉ tìm được vài ám khí và chút tiền mà thôi, cuối cùng bà ta giúp nữ nhân này điều chỉnh hô hấp. Rất nhanh thì nữ nhân kia chậm chạp tỉnh dậy, khi mở mắt ra thì nàng ta thấy một đám người đang ở xung quanh liền vội và ngồi dậy bò về đằng sau, đụng vào thân cây phía sau, bởi vì lúc trước bị thương nên càng đau hơn, cuối cùng vịn thân cây đứng dậy, nhìn chằm chằm vào viên cương rồi hỏi các ngươi là ai nghiêu hữu đạo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng ta để quan sát phản ứng của nàng ta rồi bỗng nói tại hạ là nghiêu hữu đạo ngươi chính là nghiêu hữu đạo sao nữ tử kinh ngạc quan sát nghiêu hữu đạo một lượt rồi lại nhanh chóng liếc nhìn về phía đám người nghiêu hữu đạo cười cười nữ tử kia cũng phản ứng lại được trên mặt xuất hiện sự hối hận đám người nhìn nhau cũng biết nghiêu hữu đạo chỉ cần dùng một câu đã có thể sơ bộ kiểm tra đối phương thật sự là có thân phận không tầm thường đây đạo lý này rất đơn giản người bình thường kể cả có biết Ngưu Hữu Đạo hay không thì ít nhất phản ứng sẽ không lớn như vậy. Ngưu Hữu Đạo cười đáp, đúng vậy, ngươi là ai? Ánh mắt nữ tử này né tránh, khi biết người trước mắt là Ngưu Hữu Đạo thì nàng ta càng không dám bại lộ thân phận mình, rồi nói ra một cái tên, Tô Chiếu. Khi viên cương nghe được lời này thì trái tim bỗng run lên. Đám người xung quanh kể cả Ngưu Hữu Đạo đều kinh ngạc, nói tên ai cũng được, tại sao lại nói ra cái tên có khuôn mặt giống nàng ta chứ, làm mọi người đều cảm thấy rối loạn. Ngưu Hữu Đạo suy nghĩ, nhìn về phía đám người hỏi, các người từng nói cái tên này trước mặt nàng ta chưa? Đám người nhìn nhau, nói thì cũng từng nói, thế nhưng khi đó đối phương còn đang ngất xỉu, làm sao có thể nghe thấy chứ? Viên Cương lên tiếng, lúc trước, khi vừa đánh bại nàng ta, ta thấy khuôn mặt nàng ta thì ta nhận sai, nên đã nói cái tên Tô Chiếu ra. Thì ra là vậy, Ngưu Hữu Đạo liếc mắt nhìn hắn ta, người giao cho ngươi, người hãy cậy miệng nàng ta ra. Viên Cương gật đầu, Ngưu Hữu Đạo phất tay, ra hiệu người tới dẫn nữ nhân tự xưng là tô chiếu kia đi, rồi sau đó nhìn về phía Ngân Nhi hỏi tiếp, Ngân Nhi làm sao vậy? Viên cương nói tới việc Ngân Nhi thức giận, muốn ăn. Những người khác không biết thế nào cả thế nhưng Nhiêu Hữu Đạo và Quản Phương Nhi lại hiểu đã xảy ra chuyện gì. Quản Phương Nhi vô ý thức đặt tay lên ngực, bà ta rất rõ hậu quả khi yêu vương này tức giận là gì, thật sự là may mắn, may mắn yêu vương này không tức giận. Nhiêu Hữu Đạo chống kiếm, ngồi xuống, một tay đặt lên trên người Ngân Nhi, thì pháp giải trừ yêu khí khác biệt trong cơ thể nàng ta. Yêu khí kỳ lạ vừa bị loại bỏ, Ngân Nhi cũng dần dần tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy Nưu Hữu Đạo, liền thuận tay kéo ống tay áo của Nưu Hữu Đạo, liên tục nói: "Đạo đạo." Rồi dường như chợt nhớ ra điều gì đó, nàng đột nhiên ngồi dậy, giòn tiếng hỏi: "Ai đánh ta?" Nưu Hữu Đạo một tay túm lên: "Là ta đánh đó." Ngân Nhi mở to hai mắt: "Vì sao?" Nưu Hữu Đạo: "Lúc ta không có ở đây, cô không nghe lời." Ngân Nhi nhếch miệng lên, nói với giọng bất mãn, không ngon. Chịu khó một chút, đợi quay về Sơn Trang rồi nói. Như Hữu đạo nói một câu liền đuổi nàng đi, cũng lời lại nhảy cùng nàng, vẫy tay ra hiệu ngô lão nhị làm chút gì đó cho yêu vương này ăn, miễn ngăn miệng nàng lại là được. Người đang dùng lời thăm dò tên hầu tử mặt đỏ, quản phương nghi đi theo sau Như Hữu đạo chợt nói ra lời này. Như Hữu đạo đảm nhiên nói, có sao, có, hơn nữa còn chắc chắn, Quản Phương nghi tò mò nói, "Ta nhớ lúc đầu ngươi từng vẽ bước chân dung mà Bạch phân hỏi bà chủ Tô, giữa nàng ta và hầu tử có quan hệ gì hay sao?" Nưu Hữu Đạo Lặng Yên một hồi, nói, "Tô Chiếu là con gái của hầu tử." "Hả?" Quản Phương nghi ngạc nhiên, bà chủ Thanh Lâu khéo léo của Tề Kinh lại là con gái của tên hầu tử đầu gỗ phiền phức này, tỏ vẻ khó tin nói, "Điều này sao có thể? Tô Chiếu không phải là người của Hiểu Nguyệt Các sao? Chính bởi vì là người của Hiểu Nguyệt Các, nên mới dẫn tới việc bị Hiểu Nguyệt Các đuổi giết." trên đường hai người bỏ trốn tô chiếu đã chết trong tay của hiểu nguyệt các chính hầu tử là người tự tay chôn cất nghiêu hữu đạo lời ít ý nhiều đề cập đến tình cảm bi thương giữa nam và nữ luôn dễ dàng làm cho nữ nhân đồng cảm quản phương nghi thổn thức không thôi khó trách gặp phải cảnh tượng như vậy thảo nào hầu tử mặt đỏ trông hơi khác lạ nghiêu hữu đạo ngửa mặt lên trời thở dài đúng vậy sao lại trùng hợp mà gặp cảnh tượng như thế ông trời đúng là chiêu người nhưng chỉ mong không phải nhiệt duyên gì đó Quản phương nghi lườm hắn một cái, ta đã gặp qua không ít nam nhân, bất kể là tốt hay xấu, thì sau đó ta cũng chưa từng oán trách điều gì. Nam nữ yêu đương, nhiều chuyện tốt đẹp, sao đến miệng ngài lại biến thành nhiệt duyên. Như Hữu đạo nói, cô không hiểu, loại người như hầu tử sẽ không dễ dàng động lòng yêu ai. Quản phương nghi tiếp lời nói, ta nghĩ ta đã hiểu ý của ngài, bất động như núi, núi mà động tắc thì sập, ngài sợ hắn một khi động lòng thì sẽ không khống chế nổi chính mình. Ngài không phải muốn ra tay cản trở đó chứ chuyện tình cảm này ai cũng không quản được đâu. nếu ngài thực sự là vì muốn tốt cho hắn, ta nghĩ nên để thuận theo tự nhiên, tốt nhất không nên can thiệp. hầu tử cũng không phải loại người không phân biệt được phải trái. như Hữu đạo, cho nên ta hy vọng nữ nhân này hoàn cảnh đơn giản một chút, thực sự là quá trùng hợp. hắn chỉ đi ra ngoài một chuyến, lại gặp phải cảnh tượng đó, là trùng hợp sao? quản phương nghi nói, ngài lo lắng chuyện gì? như Hữu đạo, nếu không phải là trùng hợp, vậy thì vấn đề trong chuyện này lớn rồi đây. Quản phương nghi nhíu mày, hiểu ý của Ngưu Hữu đạo, nếu thật là có người nào đó sắp xếp, chứng tỏ hành tung của bọn họ luôn bị ai đó nắm trong tay, thậm chí có thể nói trong số những người của bọn học có gian tế, ai là gian tế. Viên Cương và Ngân Nhi đều không thể, những người khác ngoại trừ cha mẹ già của phù phương viên thì cũng chẳng có ai, quan trọng hơn là biết bí mật giữa Viên Cương và tô chiếu tình huống này cực kỳ tinh vi. Bà ta trần trừ nói, có lẽ là ngài suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là đúng lúc đột nhiên đi ra ngoài một chút, người có dã tâm sợ là cũng không thể kịp dàn xếp được. Người như ngài gặp phải bất cứ một chuyện khác thường nào cũng đều không khỏi có chút hoài nghi. Chỉ mong là vậy, như hiểu đạo khẽ gật đầu, lại dặn dò, việc này cô âm thầm theo dõi một chút. Vâng, quản phương nghi khẽ gật đầu, cũng có thể hiểu được, nếu đã cảm thấy có điều bất thường thì không thể không để mắt tới, chắc chắn phải điều tra rõ ràng, nhưng nhìn ánh mắt của như hiểu đạo có hơi kỳ lạ. Nghiêu hiểu đạo đã thấy bà ta nhìn mình, sao lại nhìn ta như vậy? Quản phương nghi hơi nén cười, ta cảm thấy ngài vẫn là nên nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn. Nghiêu hiểu đạo khó hiểu, ta có vấn đề gì sao? Quản phương nghi, ta cũng hy vọng ngài đừng có chuyện gì thì tốt, tuổi vẫn còn trẻ, ta không tin trên đời này không có người con gái nào khiến cho ngài động lòng, điều này rất không bình thường có biết không? Nghiêu hiểu đạo giờ khóc giờ cười, bất luận là quản phương nghi hay hắc mẫu đơn đều thường xuyên hỏi hắn về vấn đề này, nghiêu hiểu đạo bất đắc dĩ nói, ta không xuống nước. Ở trên bờ ngắm phong cảnh vẫn tốt hơn, không muốn trở thành phong cảnh trong mắt người khác, nhìn người khác yêu đến chết đi sống lại vẫn tốt hơn là chính mình muốn sống muốn sống muốn chết, sợ phiền toái mà thôi. Chương 1059, bản lĩnh của đạo gia không thể đo đếm được hai. Quản Phương nghi mặt lộ vẻ coi thường, ngài có đang nói tiếng người không vậy? Tình cảm nam nữ là chuyện phiền phức hay sao? Ta không tin đó là điều lý trí có thể khống chế được, trong lòng ngài nhất định có gì đen tối. Ngưu Hữu đạo than thở nói, lại kéo ta vào làm gì? Ta nói tuổi của cô cũng như nữ nhân già rồi, vẫn cứ đem tình yêu nam nữ treo trên miệng, thích hợp không? Nói láo, ngài nói ai già, ta già sao? Lão nương xinh đẹp quyến rũ số một, một đống nam nhân quỷ dưới váy của lão nương đó ngài tin không? Ngài cho rằng ai cũng vô tình máu lạnh như ngài hay sao? Tên vô lại tiêu tiền của lão nương, ăn bám lão nương kia. Vừa nói bà ta là nữ nhân già, quân phương nghi lập tức nổi khùng, điên cuồng phun ra một tràng. Quân tống cắn chặt ở hậu phương đã ngủ hết, quân yến lẩn tránh phía trước cũng đã ngủ. Hiện giờ trong quân trại của đáp kiến, cung lâm sách vạch tấm mảnh vải đi vào, đến bên cạnh mông sơn minh đang ngồi trước bản đồ, mông xoái, rút lui thôi. Đẩy xe lăn lại đối mặt với cung lâm sách, mông sơn minh nói, cung trưởng môn, đạo lý ta đã nói rất rõ ràng với ông rồi. Cung lâm sách nói, những gì ngài nói ta đều hiểu, nhưng trước khác nay khác, đến nay tình hình đã không còn cho phép chúng ta rông dài với quân tống như vậy nữa, bị quân tống làm hao tổn binh lực như vậy, Lương thảo của quân ta cũng không kiên trì được bao lâu nữa, cũng không thể nào chặn đường bắt đại quân của La Chiếu rút về, nếu lúc này không rút lui, đợi đến lúc đại quân của Trần Thiểu Thông và La Chiếu hội hợp, quân ta có muốn về cũng không về được nữa đâu. Hai cái hại cùng lúc nên chọn cái nhẹ hơn, hiện tại rút lui ít nhất còn có thể vì nước yến bảo tồn được một lực lượng nhất định để ứng phó với những nguy cơ sau này, đạo lý này ngài không chắc chắn hiểu được." Mông Sơn Minh nói, "Tam đại phái vẫn chưa tìm được cách khắc chế thuật pháp của vạn thú môn sao?" Nói đến điều này, Cung Lâm Sách cũng đành chịu, đây là thuật pháp bí truyền của Vạn Thú môn, bên đó có chết cũng không chịu thừa nhận là do bọn họ làm, chúng ta nhất thời chưa tìm được chứng cứ, trong tình huống không có chứng cứ, không có lý do gì để buộc người ta phải nhượng bộ, dù sao Vạn Thú môn cũng không phải là một môn phái nhỏ tầm thường mà có thể dễ dàng khuất phục. Mông Sơn Minh, dựa vào sức ảnh hưởng của Tam đại phái, không có cách nào khiến Vạn Thú môn tự mình thỏa hiệp sao? Cung Lâm Sách lắc đầu, Vạn Thú môn lấy quy tắc ra làm cớ từ chối nói bọn họ không can dự vào việc các nước phân tranh trước mắt quả thật là khó giải quyết việc này đợi sau này tính sổ với bọn họ cũng không muộn hôm nay tốt hơn hết là nên chú ý việc trước mắt trước đã mông soái hạ lệnh triệt binh đi mông sơn minh hay là cứ đợi thêm chút nữa đi cung lâm sách trầm giọng nói mông soái ngài nói ba ngày ta cho ngài thời gian ba ngày hôm nay ba ngày đã trôi qua ngài còn chưa tìm được cách đối địch phải rút binh thôi mông sơn minh bình tĩnh nói chờ thêm chút nữa có lẽ sẽ có cách cung lâm sách mông sơn minh đừng tiếp tục cố chấp nữa ta đã cho ngài thể diện đủ rồi nếu như ngài cứ một mực cố chấp tự mình hành động ta đành phải dùng thủ đoạn cưỡng chế trước kia ngài khéo tính kế hay các thuộc hạ đều nghe theo ngài hiện tại thế cục đã khác rồi ta cũng không muốn làm hiện ra sự khó xử trên mặt ngài mông sơn minh từ từ nói cung trưởng môn chờ thêm đi cung lâm sách không có kiên nhẫn quay đầu lại quát người đâu ngoài lều lập tức có mấy tên đệ tử kim động đi vào cung lâm sách khua tay nói tiễn mông soái quay về nước yến bá la đại an lập tức rút kiếm ngăn ở trước xe lăn bảo vệ mông sơn minh cung lâm sách trầm giọng nói đã là đệ tử tâm phúc của mông soái cũng không nên chịu ấm ức đưa tất cả đi mấy tên tu sĩ đang muốn động thủ thì mông sơn minh đạm nhiên nói dừng tay quay đầu lại nhìn về phía cung lâm sách cung trưởng môn ta nói chờ thêm một chút đương nhiên là có nguyên nhân cung lâm sách mông soái tiếp tục kéo dài cũng không có tác dụng gì đâu, sẽ chỉ làm hỏng cơ hội tốt để quân ta rút lui thôi, chẳng lẽ ngài muốn đợi đến lúc la chiếu phong tỏa sông lớn ở nước Yến bên kia hay sao? Mông Sơn Minh, tình cảnh khốn khổ của chúng ta bên này, đạo gia đã biết rồi, đạo gia đã tìm được cách giải quyết, há có thể bỏ lỡ. Nghiêu hữu đạo, cung lâm sách nghi hoặc, Mông Sơn Minh gật đầu, đúng vậy, cung lâm sách, tam đại phái của ta đều không có cách giải quyết, nghiêu hữu đạo ông ta có thể có cách gì chứ? Mông Sơn Minh, ta cũng không biết ngài ấy có cách gì. Nhưng năng lực của đạo gia không thể nào đo đếm được đâu, đạo gia đã nói có cách thì chắc chắn không phải nói đùa, lộ tranh đã đi thương thảo rồi, chắc hẳn sẽ có đáp án nhanh thôi. Sở dĩ ông nói cho ông thời gian 3 ngày là vì như hữu đạo ngay từ đầu đã nói trong 3 ngày sẽ cho ông câu trả lời, cũng chính xác trong 3 ngày đã có câu trả lời, đã tìm được cách rồi, nhưng như hữu đạo cần thời gian để biến biện pháp thành kết quả, bởi vậy quá đã quá thời gian cũng bởi vậy khiến cung lâm sách mất đi tính nhẫn nại đây vốn là việc âm thầm tiến hành mông sơn minh vốn không có ý định nói cho cung lâm sách biết nhưng cung lâm sách lại tỏ thái độ cứng rắn ông bị ép không còn cách nào khác đành phải nói ra mà ông cũng thực sự không biết nghiêu hữu đạo sẽ có cách gì nghiêu hữu đạo cũng sẽ không nói cho ông biết hắn muốn buộc trưởng lão triều kính của vạn thú môn làm chuyện bí mật này cung lâm sách đang nghi ngờ không biết có nên đợi nữa hay không thì bên ngoài có tiếng vó ngựa còn có tiếng bánh xe ngay sau đó có tiếng bước chân lộ tranh đã trở về vạch mảnh chướng bước vào sững sờ khi nhìn thấy bầu không khí trong lều ai nấy đều dương cung tuốt kiếm mông sơn minh lên tiếng tránh ra hết cho ta cung lâm sách phát tay ra hiệu cho các đệ tử tránh ra lộ tranh nhìn trái nhìn phải bước tới gần chào hỏi mông sơn minh cũng không phí lời lần này đi thế nào rồi lộ tranh nói người đi thương thảo đã giao một đống đồ đã mang về rồi ngay ở ngoài lều đi xem thử mông sơn minh lên tiếng là đại an thu bảo kiếm vào bao, đến phía sau xe lăn đẩy ông ra ngoài, một đám người cũng cùng theo ông đi ra ngoài. Một chiếc xe ngựa dừng ở ngoài lều, trên xe chất một đống bao tải căng phòng. Cung lâm sách đi đến tự mình nhấc một bao tải xuống xe, mở bao tải ra xem, bên trong chỉ thấy đầy một tải dược hoàn màu vàng nâu, có mùi gai mũi bay ra. Lộ tranh cúi người xuống bên tai mông sơn minh nói thầm, mông xoái, người giao đồ nói, thứ này dùng nước ấm hòa thành nước uống, bí mật đem cho các tướng sĩ dùng, liên tục trong ba ngày, để dược tính ngấm vào cơ thể, như quân tống bình thường không còn bị lũ rắn, côn trùng, chuột và kiến quấy rối. hiệu quả của thuốc có thể kéo dài trong một tháng, trong một tháng có thể yên tâm giao chiến với địch. Bên kia còn dặn dò, bên đó không muốn nói ra, để mông soái đem công lao quy về tam đại phái. Mông Sơn Minh nghe xong liên tục gật đầu, trong lòng thở ra nhẹ nhõm, có thời gian một tháng là đủ, chính đám ô hợp trần thiếu thông không có chỗ cậy vào, đối mặt với 200 vạn đại quân của hắn, căn bản là không chịu nổi một đòn tấm công, muốn nặn như thế nào cũng được. Cầm dược hoàn trên tay xem xét kỹ lưỡng, cung lâm sách quay đầu lại hỏi, đây là cái gì? Đẩy xe lăn tiến lên phía trước, mông sơn minh cũng kiểm tra xem thứ trong bao tải là gì, cầm một nắm lên người thử, ném lại vào trong bao rồi nói cách của đạo gia. Ồ, cung lâm sách dường như hơi nghi hoặc, mông sơn minh cho người gọi trương hổ tới. Bảo hắn bí mật sắp xếp một xe dược hoàn đem chia cho các lộ binh mã, đồng thời dặn dò cách sử dụng chương 1060, gặp chiến tất tàn sát. Được biết đó là kế sách đối phó quân địch, Trương Hổ lập tức tuân lệnh đi chấp hành. Về phần vì sao phải tiếp tục bí mật sắp xếp, với kinh nghiệm lâu năm trên xa trường, Trương Hổ vừa nghe đã hiểu. Há có thể để cho Trần Thiếu Thông biết được rồi chạy thoát. Việc này không thể bị dò dỉ ra ngoài. Cung lâm sách đứng bên cạnh nghe xong thấy an tâm hơn nhiều, nhưng vẫn có chút nghi vấn những dược hoàn này tên là gì. Nghiêu hữu đạo lấy ở đâu ra? Thật sự hữu dụng sao? mông sơn minh những điều cung trưởng muôn hỏi ta cũng không rõ lắm đạo gia từ trước đến nay làm việc đều không thích lộ ra chân tướng sự tình ngài ấy kín miệng không nói ra ta cũng sẽ không hỏi nhiều nhưng nếu ngài ấy đã sai người mang thứ này đến thì chắc chắn là hữu dụng ta vẫn tin tưởng ở điểm này cung lâm sách nhíu mày trong lòng khó chịu khó chịu ở chỗ nghiêu hữu đạo không có chút ảnh hưởng gì đối với nam châu khó chịu ở chỗ nam châu từ trên xuống dưới người người lại đều tín nhiệm nghiêu hữu đạo đến như vậy những người tinh mắt đều biết rõ nghiêu hữu đạo không hề cưỡng ép trói buộc nam châu điều gì nhưng người ở nam châu từ trên xuống dưới đều tin tưởng nghiêu hữu đạo thiên ngọc môn và đại thiền sơn chính là ví dụ thiên ngọc môn không nói đại thiền sơn đến nay cũng không biết làm thế nào rõ ràng thực lực mạnh hơn nghiêu hữu đạo rất nhiều nhưng ai nấy đều biết sau lưng nam châu người làm chủ thực sự lại chính là nghiêu hữu đạo đại thiền sơn có chút xấu hổ nhưng lại không thể làm gì ít nhất đại thiền sơn không thể dễ dàng điều động binh mã nam châu Thương Chiêu Tông bọn họ chắc chắn trước tiên phải làm cho rõ vì sao cần điều động binh mã. Nhưng chuyện đó đối với Nưu Hữu Đạo mà nói chỉ là chuyện đơn giản bằng một một câu nói. Thậm chí không cần đưa ra lý do, binh mã cũng sẽ được điều động, sau khi điều động rồi cũng không nhất định sẽ đưa ra lý do. Nói một cách khác, Nam Châu từ trên xuống dưới người người đều không tin tưởng bất kỳ thế lực nào khác, chỉ tín nhiệm Nưu Hữu Đạo. Tam đại phái đã từng có ý định thuận theo quan hệ khách quan trong đó, nhưng rất khó hiểu rõ bởi vì phần lớn thời gian Ngưu Hữu Đạo đều trốn không xuất hiện, thậm chí về cơ bản là không nhúng tay vào bất kỳ chuyện quân sự chính trị gì của Nam Châu, tùy thương chiêu tông bọn họ quản lý Nam Châu thế nào cũng được. Hết lần này đến lần khác cứ luôn mượn tay người khác cho mình đỡ mệt, dường như chuyện gì cũng đều vung tay mặc kệ mà ngồi mắt ăn bát vàng. Mông Sơn Minh sau đó lại nhắc một câu, đợi chuẩn bị xong xuôi rồi, trước khi chiến sự nổi lên vẫn hy vọng Tam Đại Phái làm một buổi cúng bái hành lễ ổn định lòng quân ở các bộ. Cúng bái hành lễ, cung lâm sách khó hiểu, như vậy là sao? Mông Sơn Minh giải thích nguyên nhân một chút, trước khi khai chiến không thể tiết lộ bí mật, sợ đáng rắn động cỏ, nhưng trước đây phương thức công kích kêu gọi chim muông của quân tống ảnh hưởng quá lớn đến lòng quân nước Yến, vì khủng hoảng trước khi ngăn ngừa khai chiến cho nên cần tam đại phái giả thần giải quỷ một phen, tỏ ra là tam đại phái có phương pháp phá giải, cổ vũ sĩ khí, bằng không nếu người người e sợ chiến đấu, cuộc chiến này còn đánh làm sao được nữa. Cung lâm sách đã hiểu, gật đầu nói, cái này thì yên tâm, sẽ bố trí ổn thỏa. Mông Sơn Minh, sau trận chiến, công lao phá giải bí pháp của quân Tống tất nhiên thuộc về Tam Đại Phái, đạo gia tuy đã bỏ sức lực ra, nhưng không muốn kể công, hy vọng Tam Đại Phái có thể thành công. Cung Lâm Sách đương nhiên ước Tam Đại Phái chiếm được công này, cũng vừa để cho trên dưới nước Yến nhìn vào, chỉ là còn vài điều không hiểu rõ, công lao lớn như vậy, nói tăng thêm lượng quân ở nước Yến, như hữu đạo có thể có lòng tốt bỏ qua như vậy sao? Mông Sơn Minh, đây chính là đạo gia rộng lượng đạo gia chính là kiểu người này, ngài ấy không thích nói toạc ra, tam đại phái cứ việc yên tâm kể không, đạo gia sẽ không vạch trần đâu, điều này ta có thể cam đoan. Rộng lượng, cung lâm sách cười lạnh một tiếng, như hữu đạo nói như vậy sao? Những lời quỷ quái này của hắn mà ngươi cũng tin, trong mắt cung lâm sách, như hữu đạo làm sao có thể không giành lấy lợi ích cho bản thân mình. Mông Sơn Minh gật đầu, tuyệt đối không chút hoài nghi nói, ta tin. Trong mắt ông, như hữu đạo đích thực là kiểu người này, những chuyện có ảnh hưởng càng lớn, chỉ mong sao không có người biết càng tốt quen biết nhiều năm nên ông có lòng tin đối với nghiêu hữu đạo ở điểm này cũng là có tiền lệ thí dụ như năm đó đưa đến những chiến mã kia nhưng lại để công lao cho thiên ngọc môn loại chuyện này đã không chỉ có lần một lần hai nghiêu hữu đạo là kiểu người chỉ mong không có ai biết rõ sự tồn tại của hắn mới là tốt nhiều việc phải ngoi đầu lên chính là do tình thế bất đắc dĩ nói cho dễ nghe một chút thì là ít xuất hiện nói khó nghe một chút thì là âm hiểm thích trốn ở phía hậu đài trên mặt cung lâm sách hiển hiện thái độ chế giễu người tin hắn làm nhiều việc như vậy mà không vì lợi ích của bản thân hay sao mông sơn minh có vì lợi ích của bản thân hay không thì ta không biết nhưng ngài ấy từng nói với vương ra một câu khiến ta tin tưởng sâu sắc cung lâm sách gồm một tiếng tò mò hỏi nói câu gì mông sơn minh kẻ thiện chiến công không hiển hách kẻ thiện chiến công không hiển hách cung lâm sách tự nói thầm hơi suy nghĩ một lát sau khi hiểu ra một chút gì đó tâm tình cực kỳ phức tạp Trần hỏi một câu, nếu như trước đây là Nưu Hữu Đạo Bảo ngài rút quân, ngài có rút không? Nghe được lời đó, Mông Sơn Minh sững sờ, muốn hỏi ngược lại một câu, Nưu Hữu Đạo Bảo rút quân và các ông bảo rút quân giống nhau được sao? Nưu Hữu Đạo Bảo rút quân chắc chắn có nguyên nhân khác, nếu không sẽ không dễ dàng nhúng tay vào chiến sự, các ông ra lệnh rút quân là bởi vì lòng riêng của mình mà không để ý đến đại cục, cả hai sao có thể đưa ra so sánh. Trong lòng Mông Sơn Minh mặc dù nghĩ vậy, ngoài miệng lại trả lời, sẽ không. Cung lâm sách nghe xong, trong lòng cũng coi như thoải mái hơn một chút, nhưng rồi chợt nói ra một câu, như hữu đạo đang ở tuổi tinh lực rồi dào, Nam Châu bên đó chắc có người xứng đôi. Mông Sơn Minh giật mình, không biết ông ta nhắc đến điều này làm gì, có phải là tán dóc hơi xa rồi không, chẳng lẽ muốn giúp như hữu đạo kéo dây tơ hồng hay sao? Ông không cho rằng như hữu đạo có thể chấp nhận sự sắp xếp của tam đại phái bụng giả dạ khó lường, liền từ chối hộ, hồng nương bên cạnh đạo gia hình như là hồng nhan chi kỷ của ngài ấy. Cung lâm sách suy một tiếng, hồng nương thì sao tính là xứng đôi được, loại nữ nhân ai cũng có thể làm chồng thì có khác gì so với kỹ nữ thanh lâu, không xứng với nhiều hữu đạo. Mông Sơn Minh Trần trừ nói, tấm lòng của đạo gia chắc sẽ không để tâm chuyện quá khứ của Hồng Nương. Cung lâm sách ha ha một tiếng, không nhiều lời, ngược lại hơi nhếch lông mày, thấp thoáng trong ánh mắt như đang ẩn giấu vài phần suy tư. Ông ta quay người bước đi, quay đầu lại gọi trưởng lão của tử kim động nhạc uyên đến, đi sắp xếp theo yêu cầu của Mông Sơn Minh, tổ chức một trò chơi để ổn định lòng quân. Nhạc Uyên lĩnh mệnh lệnh, vừa lúc định đi thì cung lâm sách chợt hô một tiếng, đợi đã. Nhạc Uyên dừng bước, hỏi trưởng môn còn có gì phân phó. Cung lâm sách trầm ngâm đi tới đi lui một hồi rồi dừng lại trước mặt Nhạc Uyên nói, người hãy thử sàng chọn trong môn phái, xem xem trong môn phái có nữ đệ tử nào tài mạo đều tốt không. Nhạc Uyên khó hiểu, để làm gì ạ? À? Cung lâm sách, người cứ sàng chọn trước đi rồi nói. Nhạc Uyên, cái này không cần sàng chọn, những đệ tử ưu tú hoặc có chút địa vị trong môn phái, ngài ấy kết duyên với ai cũng đều không thua kém, người càng ưu tú, địa vị càng cao, ngài ấy phối ngẫu tài mạo lại càng tốt, thêm nữa, chuyện gì giao cho họ đi làm cũng đều an tâm cả. Chương 1061, tin giữ một. Cung Lâm sách trợn trắng mắt, khoát tay nói, không chọn người đã kết hôn, không chọn người từng kết hôn, chọn người trắng không tì vết, nhân phẩm tướng mạo tốt nhất, tốt nhất là người có thiên tư tu hành. Nhạc Uyên Hồ Nghi, trưởng môn, yêu cầu này có phải hơi cao không, người có điều kiện tốt như vậy. Hắn ta làm bộ khoa tay múa chân, ám chỉ nữ đệ tử nào có điều kiện tốt như vậy thì sớm đã bị người có thân phận địa vị trong môn phái chiếm mất rồi, làm gì còn đến bây giờ. Nhưng lại không thể nói rõ, nói toạc ra thì hơi khó nghe, khoa tay múa chân rồi hỏi thử, trưởng môn, ngài rút cục muốn làm gì. Cung lâm sách nhíu mày, lạnh lùng lường nhạc uyên, không vừa ý vì hắn hỏi quá nhiều. Ách, à, nhạc uyên lúng túng một lát, Khẽ gật đầu, ta lập tức sắp xếp người đi tìm hiểu lại, sẽ mau chóng cho trưởng môn một câu trả lời. Thẩm Thiết bị quân Tống cắn, quân Yến lặng lẽ thay đổi, đợi đến nơi thích hợp, binh mã quân Yến đột nhiên thay đổi trận thế, trực tiếp triển khai vây kín quân Tống. Không có bất kỳ màu mè gì, hơn 200 vạn binh mã trực tiếp bao vây quân Tống, triển khai tấn công mạnh. Quân Yến từng nếm mất mát một lần nhưng vẫn dám bao vây tấn công. Đây là điều quân Tống không kịp tính tới, giống như lần đầu giao đấu, một lượng lớn rắn côn trùng, chuột, kiến, chim muông một lần nữa được gọi tới. Nhưng kết quả lại không giống nhau, lũ rắn, côn trùng, chuột, kiến kia gây cho hai quân như nhau, không hề tấn công quân Yến. Dưới sự bao vây, tình hình chiến đấu lập tức thiên về một bên, một đám ô hợp vốn là thế đơn sức yếu, mấy lần đối mặt với quân tinh nhuệ căn bản là không có sức chống đỡ, chỉ dựa vào cơn mưa tên bắn từ bốn phương tám hướng bao trùm mà xông tới thì quả là một trận giết chóc. Trong tiếng giết chóc rung trời, ngay cả chạy trốn cũng không có cách nào để chạy trốn, binh mã quân Yến thực sự là quá đông, quân Tống đã bị bao vây trùng trùng điệp điệp. Huyết chiến đến tận cùng, Trần Thiếu Thông đứng dưới lá cờ lớn ở chính giữa cắm thanh kiếm xuống đất, nhìn khắp bốn phía, hai mắt đỏ ngầu. Cho dù đối mặt với sự bao vây tấn công của đại lượng tu sĩ của quân Yến, khó có thể phá vòng vây, nhưng vẫn có một số tu sĩ kéo lên chỗ Trần Thiếu Thông, dục hắn ta phá vòng vây mà trốn, nhưng lại bị hắn ta vung kiếm chém tay, các tu sĩ kinh hãi phải buông hắn ta ra, dậm chân la hét đại tướng quân đã không thể xoay chuyển tình thế được nữa rồi mau đi thôi nếu ngài còn không đi thì sẽ không kịp nữa đâu chạy về trần thiếu thông ta phải ngồi dựa vào thanh danh của nữ nhân đời này sẽ không ngóc đầu lên được nữa con cái ta cũng sẽ bị người ta chê cười suốt đời không thể về được từ lúc bắt đầu xuất trinh ta liền chỉ được phép thắng không được phép thua thắng rồi mới có thể sống thua thì chỉ có nước chết một lời nhiệt huyết thoát ra từ cổ họng của trần thiếu thông gọn gàng vung kiếm cắt cổ. Đại tướng quân, mấy tên tu sĩ sợ hãi hô lên, hành động quá dứt khoát, dứt khoát đến nỗi bọn họ ở bốn phía đều không kịp trở tay. Trong mắt bọn họ, khó có thể tưởng tượng vì sao lại có người không tiếc mạng sống của mình như vậy. Kiếm rơi xuống đất, người cũng ngã xuống trong tiếng chém giết rung trời, hắn thực sự không muốn sống nữa, dứt khoát đến không để cho bất cứ ai có cơ hội cứu giúp, thà chết chứ không chịu sống tạm bỡ. Vài tên tu sĩ đoạt thi thể của Trần Thiếu Thông phá vòng vây, nhưng sự công kích bao quanh quá vướng víu, không cách nào mang đi được. Lá cờ lớn viết chữ Trần bị chém đổ xuống nơi ngập máu, tiếng chém giết sung trời cũng dần dần biến mất. Đối mặt với sự vây kín của trọng binh, kẻ đào tẩu giải rác chẳng còn mấy, mấy tên tu sĩ mở một đường máu đào thoát. Không chừa lại một con tốt nào, giết hết, kể cả 10 vạn dân phu tổng quân kia. Mông Sơn Minh ngồi trên lưng một con ngựa trắng, con ngựa trắng do la chiếu tặng, ông cầm lấy yên ngựa, ổn định thân mình, trong cảnh máu tanh thây ngang khắp đồng, Mặt không chút biểu cảm cưỡi ngựa đi dò xét. Tất cả các tướng sĩ đều hướng ánh mắt chăm chú vào ông, trong mắt của mọi người dường như là một ngọn núi cao sừng sững, sát khí tràn ngập cả chiến trường tựa như dồn hết vào người ông, khí thế kiên cường quyết hy sinh lạnh lùng khó hiểu này khiến Cung Lâm Sách theo sau cảm thấy áp lực. Phía ngoài kia, trên mặt đất, rắn, côn trùng, chuột, kiến từ đầu tới cuối nhao nhao chạy trốn. Từ lúc tấn công vào nước Tống, cứ gặp trận nào là phải giết trận đó, rất nhiều kẻ đã chết dưới đao của Mông Sơn Minh mấy kẻ bị thương khắp người thảm hại không chịu nổi khắp người đều là máu tu sĩ còn sống của quân tống đã bị người lui đến trước mặt mông sơn minh trưởng môn quả nhiên là vạn thú môn ở sau lưng làm loạn ta nhận ra kẻ này nhạc uyên giống như nén vết thương đá tên đệ tử của vạn thú môn một cước ngã xuống đất nhân chứng vật chứng đầy đủ để ta xem hôm nay vạn thú môn còn muốn ngụy biện thế nào cung lâm sách cười lạnh một tiếng thông báo cho vạn thú môn đến nhận người mông sơn minh ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa lên tiếng cung trưởng môn, dựa vào những gì ông hiểu về vạn thú môn, ông nghĩ bọn chúng sẽ còn tham gia vào trận tác chiến tiếp theo không? Cung lâm sách nghe xong lời đó, lập tức đã hiểu được ý của mông Sơn Minh, hỏi ý của mông Soái là, mang những đệ tử này của vạn thú môn đi làm con tin, hoặc là làm điều kiện trao đổi. Mông Sơn Minh, nghe nói vạn thú môn có rất nhiều trò gian trá, có rất nhiều con chim cỡ lớn có thể chở người, một khi bước vạn thú môn đến chó cùng rứt rậu toàn diện tham gia chiến sự, thì chúng ta sẽ gặp bất lợi chỉ cần đạt được mục đích chiến lược của chúng ta không cần vạch trần việc này vạn thú môn chẳng phải là che che đậy đậy sao để cho vạn thú môn tiếp tục duy trì thế trung lập cũng không sao điều kiện tiên quyết là vạn thú môn không được phép ra tay nữa cung lâm sách đã hiểu gật đầu nói chỉ cần vạn thú môn đồng ý chúng ta thậm chí có thể giúp vạn thú môn chứng minh bọn họ cũng không tham chiến mông sơn minh đúng là như vậy lời thanh minh của ta có sức thuyết phục hơn bất kỳ ai nhưng tránh để vạn thú môn bị triều đình nước tống lôi kéo Mông soái nói có lý, cung lâm sách gật đầu, vạn thú môn ra tay chẳng khác nào đã bị triều đình nước tống nắm được chui, đến nay chỉ có bên này có thể giúp được vạn thú môn tẩy trắng. Trần Thiếu thông suốt lĩnh binh mã, bị mông soái bao vây tiêu diệt, toàn quân bị tiêu diệt. Thương chiêu tông cười, nhìn quân tống ở phía xa quanh co đi về phía trước mà nở nụ cười, đưa chiến báo trong tay cho trưởng môn đại thiền sơn đứng bên cạnh. Hoàng liệt nhanh chóng tiếp chiến báo về tay, xem xong chật chật gật đầu tốt. Làm tốt lắm, Binh lính đang ở trong lãnh thổ nước Tống coi như được an toàn rồi, triều đình nước Tống e là muốn hoảng sợ, xem ra thứ mà Ngưu Hữu Đạo chuẩn bị cho mông soái có thể khắc chế bí thuật của vạn thú môn, ồ. Nhìn thấy đằng sau, không thể không ngẩng đầu, chỉ vào nội dung đằng sau chiến báo hỏi, vương gia, công lao của Ngưu Hữu Đạo ban cho tam đại phái là ý gì? Bên này từ trước đến nay đều duy trì liên hệ với bên mông Sơn Minh, giúp nhau chú ý tình hình của nhau, trước kia bên đó đã từng nói nhận được thứ có thể giải quyết vấn đề mà Ngưu Hữu Đạo mang tới. Đến nay quả nhiên có hiệu quả, một lần hành động có thể đánh bại quân địch, nhưng kết quả là đem công lao cho Tam đại phái, Hoàng Liệt thật sự không hiểu lắm. Thương Chiêu Tông nói, bên trên nói rồi, đó là ý của đạo gia. Hoàng Liệt hoài nghi nói, có phải là Tam đại phái ép buộc hay không? Thương Chiêu Tông lắc đầu, chắc là không phải, đạo gia vốn là kiểu người này, chỉ giải quyết vấn đề để đạt được mục đích, sẽ không hứng thú với loại công lao này, đạo gia trước nay ít xuất hiện, không thích đường hoàng. Thật sao? Hoàng Liệt trong lòng tỏ vẻ hoài nghi, lập công lớn như vậy, thay đổi Đại Thiền Sơn nhất định phải huyên náo khiến mọi người đều biết, nâng cao sức ảnh hưởng ở mọi mặt, như hữu đạo lại bỏ qua sao. chương 1062, tin giữ hai Ông ta trần trừ một chút rồi nói, nếu không phải là tam đại phái ép buộc, xem ra Nhiêu Hữu Đạo là có ý định lâu dài, cũng là, lấn át danh tiếng của tam đại phái không phải là chuyện tốt, sẽ chọc cho tam đại phái không vui. Gián tiếp chỉ rõ mục đích của Nhiêu Hữu Đạo, phủ định cách nói rằng như hữu đạo ít xuất hiện. Thương chiêu tông lường đối phương một cái, ông ta không phải kẻ ngốc, sao có thể không cảm nhận được Hoàng Liệt đang thừa cơ nói xấu như hữu đạo, trong lòng có tiếng khinh thường, người cho rằng đạo gia giống các ngươi hay sao. Quân tống lui về binh mã tạm nghỉ ngơi, La Chiếu vừa mới vào một trạm rừng chân bỏ hoang, tô nguyên bạch của lăng tiêu các cầm tin tức đi vào, thông báo tạm thời vẫn chưa có tin tức của phu nhân, nhưng đã tăng số nhân thủ đi tìm kiếm trên tất cả các đại lộ, hy vọng có thể tìm thấy. Trần Thiếu Thông đại bại trước Mông Sơn Minh, thật không dễ dàng gì mới nghe được tin tốt, mà tin xấu lại đến ngay sau đó, vợ của mình đã mất tích. Đi tới đi lui, quanh quẩn một hồi, la chiếu buông tiếng thở dài, trên đường không thấy, nàng ấy đi đâu được chứ? Gã ta và phu nhân Phùng Quan Nhi hết mực yêu thương nhau, trong lòng thực sự lo lắng cho an toàn của Phùng Quan Nhi, việc nước việc nhà cùng lúc chồng chất lên nhau khiến tâm trạng gã ta nặng nề cực độ. Một lộ 10 vạn quân cấp tốc tìm tới các đệ tử Lăng Tiêu Các đang giữ nhà hộ viện ở kinh thành, bọn họ đã nhanh chóng tới bên này, đã gặp mặt người của bên này, được biết Phùng Quan Nhi chưa tới bên này, lại đi vòng lại đi tìm, Tam đại phái cũng cho thêm người đi vòng lại tìm kiếm. Các đệ tử của Lăng Tiêu Các trong lúc đi tìm không gặp người của bên này thì tốt hơn, Phùng Quan Nhi có khả năng còn ở trên đường, đụng đầu không gặp người, ngược lại để lòng người thêm lo lắng. Đồng ứng đến nói, đại đô đốc không cần lo lắng, phu nhân chưa từng tới bên này chắc là không quen đường nên đã đi rẽ vào đâu đó rồi. Phu nhân mặc dù không phải là tu sĩ, nhưng thân thủ lại bất phàm, đạo tặc tầm thường và loạn dân cũng không làm gì được phu nhân, chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Đây thuần túy chỉ là lời nói trấn an tinh thần, la chiếu lo lắng lắc đầu, quan nhi hồ đồ, nữ nhi như nàng ấy chạy vào vùng chiến loạn không phải là là thêm loạn hay sao. Nếu là thân nam nhi thì cũng không nói làm gì, nhưng lại là thân nữ nhi, tướng mạo đẹp động lòng người, nếu như rơi vào tay của bọn ác nhân, gã ta thực sự là không dám tưởng tượng đến hậu quả kia tô nguyên bạch an ủi nói phu nhân nghe nói chiến sự bất lợi lo lắng cho đô đốc có thể là sợ các đệ tử lăng tiêu các của ta không chịu dốc hết sức cũng là muốn dùng thân phận của mình đến giúp đại đô đốc cho nên lén chạy đi tình nghĩa của phu nhân đối với đại đô đốc ai cũng có thể chứng giám phu nhân cũng là có ý tốt la chiếu thở dài nói ta biết nàng ấy có ý tốt nhưng nàng ấy cũng không xem đây là lúc nào rồi nếu nàng ấy mà rơi vào tay quân địch thì phải làm sao đây Tô Nguyên bạch khoát tay nói, Đại Đô đốc lo lắng quá rồi, rơi vào tay quân địch ngược lại có thể được an toàn, chỉ cần biết rằng đó là phu nhân của Đại Đô đốc, quân địch chắc chắn sẽ không đối xử quá đáng. Mông Sơn Minh có đại khai sát giới lần nữa cũng không đến mức làm gì với phu nhân, như vậy rõ ràng là vô liêm sỉ rồi, Mông Sơn Minh không đến mức như thế, cùng lắm là giam giữ phu nhân thôi. Còn về những kẻ xấu khác, cũng chưa chắc, đầu tiên, thường không có tu sĩ nào dám vào khu vực đại quân giao chiến, sớm đã dọn bãi trốn tránh mà loạn dân quy mô lớn cũng không dám chạm đến hai quân mũi nhọn, cùng nhau tản đi tứ phía, còn lại giải rác loạn dân, như Đông Huynh nói, thân thủ của phu nhân có thể ứng phó được, cho nên sẽ không có chuyện gì đâu. La Chiếu, nếu rơi vào tay quân địch, nếu quân địch lấy nàng ấy ra uy hiếp, bắt ta chọn giữ nàng ấy và đất nước thì ta biết lựa chọn thế nào đây? Thường Phi lên tiếng nói, điểm này đại đô đốc cứ việc yên tâm, Mông Sơn Minh chắc cũng biết, chiến tranh giữa hai nước, muốn mang nữ nhân ra để uy hiếp thì sẽ chẳng đạt được cái gì hết, loại chuyện này đã không còn là chuyện đô đốc có thể làm chủ được. Ông ta không đến mức làm chuyện không nịnh hót thì lẳng lơ. Hơn nữa, phu nhân không chỉ là phu nhân của đại đô đốc mà còn là cháu gái của trưởng môn tiền nhiệm của lăng tiêu các, tam đại phái có thể tìm tam đại phái của nước Yến đòi người. Tam đại phái nước Yến không đến mức đem lợi ích chiến tranh giữa hai nước biến thành thù riêng không biết xấu hổ, tuyệt đối sẽ thả người. La Chiếu thở dài, chư vị nói có lý, nhưng biết vợ chi bằng biết chồng, quân nhi nàng ấy. Nàng ấy không hiểu đạo lý đó, điều ta lo lắng là nàng sợ ảnh hưởng đến ta ta lo nàng sợ quân địch đem nàng ra uy hiếp ta bởi vậy mà giấu giếm thân phận của mình không chịu tiết lộ như vậy rất có thể ép nàng ấy đến mức tuyệt đường nghe xong lời này mấy người nhìn nhau trong lòng đều trở nên nặng nề theo phùng quan nhi nếu rơi vào tay địch mà lại không chịu dùng thân phận của mình để làm bùa hộ mệnh một mỹ nhân khuynh nước khuynh thành rơi vào tay một lũ nam nhân như sói như cọp sẽ có kết cục gì chắc chắn có thể tưởng tượng ra được một khi quân địch ép quá mức thì thật sự còn không thể tưởng tượng ra. Đối mặt với toàn bộ nỗi lo nước nhà, La Chiếu cũng không có cách nào, gã ta không thể mặc kệ mà vứt bỏ những chuyện trong tay, quay đầu lại hỏi, chư vị, hy vọng nàng ấy chỉ là đi nhầm đường, việc này vẫn là không nên tiết lộ ra ngoài thì hơn, tiếp tục bí mật tìm kiếm. Tô Nguyên Bạch nói, Đại Đô Đốc yên tâm, việc này ngay từ đầu đã không để lộ ra rồi, ngay từ đầu đều bí mật tìm kiếm, không dám để lộ bất kỳ tin tức gì, chính là sợ người có mưu đồ vào sinh sự. Đúng lúc này, văn du đột nhiên xông vào đại đô đốc mấy người quay đầu lại nhìn thấy hắn đã đứng ở đó bộ dạng cứ như đang muốn nói lại thôi sắc mặt rất khó coi ai vừa nhìn đã biết là không có chuyện gì tốt đẹp một suy nghĩ không ổn giấy lên trong lòng mọi người chẳng lẽ phùng quan nhi thực sự đã xảy ra chuyện yết hầu của la chiếu chuyển động rất khốn khổ nói chuyện gì văn du trình ra tình báo trong tay nhắm mắt lắc đầu nói trần thiếu thông chiến bại toàn quân bị tiêu diệt bốn người vạn binh mã tính cả 10 vạn dân phu đều chết trong tay địch. Trần Thiếu Thông chiến bại không chịu chạy thoát, rút kiếm tự vẫn để tả tội. Cái gì, La Chiếu nghẹn ngào kêu lên kinh độc, như bị xét đánh. Sao có thể như vậy? Không phải đã có vạn thú môn ra tay tương trợ sao? Lần trước còn đánh bại mông Sơn Minh, hôm nay sao lại? Tô Nguyên Bạch không thể tin nổi, bước đến đoạt lấy tình báo cầm lên xem, Thường Phi và Đông Ứng Lai like cũng nhanh chóng vây tới xem. La Chiếu lảo đảo vịn vào bàn, chậm chậm ngồi xuống, chiến giáp trên người tựa như trở nên nặng nề đến lạ, áp gã ta đến mức không thể thể nổi, sắc mặt rất khó coi. Trong nhà có loạn, vốn là rất lo lắng cho an nguy của thê tử, hôm nay lại nghe thấy tin dữ như vậy, đã kích đối với gã ta không thể nói là không lớn được. Hiện tại chuyện của thê tử đã có thể gác sang một bên, việc bây giờ phải lo lắng là cả một đất nước nên làm gì, 200.300 vạn quân này phải làm sao để thuận lợi rút về. Chiến lược hôm nay của Mông Sơn Minh tất cả mọi người đều đã biết, không thể rõ ràng hơn được nữa, nhất định muốn ngăn cản gã ta rút về. Một khi mông sơn minh không còn lo về việc cố thủ đông vực sông, lúc trước mông sơn minh khó sang sông, gã ta cũng khó sang như vậy. Đông ứng lai đoạt chiến báo về tay, run run quay đầu lại nói chuyện gì thế này. Đây rốt cuộc là chuyện gì, quân yến thế nào cũng không sợ bí pháp của vạn thú môn. Đại đô đốc, ngài nhìn xem, đi đến trước mặt trình lên cho la chiếu, chương 1063, vừa gặp lang quân nhầm cả đời một. La Chiếu đưa tay đẩy ra, từ chối không xem, bây giờ truy cứu cái này còn có tác dụng gì nữa. Trong phủ thừa tướng nước Tống, Tử Bình Hưu khuôn mặt trầm tĩnh ngồi ngay ngắn ở phía trên, cổ vô quần đứng ở một bên, dưới cằm đã mọc ra dâu mới. Ba tên tu sĩ đứng dưới, ba tên tu sĩ đào thoát từ chiến trường, một trong ba đã bị mất một cánh tay, đang khai báo cho Tử Bình Hưu. Cho dù tình hình chiến đấu đã báo cho triều đình biết trước, nhưng bên này vẫn muốn báo cáo chi tiết tình hình cho Tử Bình Hưu, muốn chứng minh không phải bọn hắn không dốc hết sức bảo vệ con rể của Tử Bình Hưu, không để đắc tội với Tử Bình Hưu. Sau khi báo cáo di ngôn trước lúc tử vấn của Trần Thiếu Thông, tên tu sĩ bị mất cánh tay nói, thừa tướng, chúng tôi đã thực sự tận lực, vốn dĩ có thể liều chết mở một đường máu cùng đại tướng quân phá vòng vây, là đại tướng quân tự mình quyết định ra đi." Nhưng Tử Bình Hưu chỉ im lặng lắng nghe, từ đầu đến cuối không dên lấy một tiếng, lặng lặng ngồi đó, sắc mặt âm trầm. Chuyện đã nói xong cũng không có phản ứng ba tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là giả vô quần ho khan một tiếng, chắp tay với ba người nói, ba vị Pháp sư vất vả rồi, thừa tướng trong lòng đau đớn, hơi có thất thố, mong được lượng thứ. Dĩ nhiên ba người khách sáo một phen, giả vô quần gật đầu với quản gia, ra hiệu đích thân đi tiến một chút, cũng đưa tay làm tư thế móc túi. Quản gia hiểu ý, đây là muốn ông đưa tiền cảm ơn, lúc này liền tiến lên mời ba người rời đi, tự mình đưa tiến. Không có người ngoài, giả vô quần quay đầu nhìn chằm chằm tử bình hưu đang ngồi im, cuối cùng buông tiếng thở dài, thừa tướng, sự việc đột ngột, người mất đã mất, không thể vãn hồi, vẫn mong hãy nén bi thương. Hai, tử bình hưu yếu ớt thở hắt một hơi, cười thảm nói, không muốn rất xuống đầu cái danh dựa vào nữ nhân. Ha ha, chẳng lẽ hắn không biết thuần nhi quan tâm hắn nhường nào sao? Nghĩ rằng ta bằng lòng để hắn xuất binh vào lúc này sao? Do thuần nhi luôn cảm thấy ủy khuất hắn, luôn cầu xin ta nghĩ cách cho hắn cơ hội, vậy mà hắn báo đáp như vậy đấy. Lại vì chuyện này rút kiếm tự vấn, tốt, tốt lắm, vì chút cốt khí đó ngay cả thê nhi mình cũng không để ý, hảo hán. Thành toàn khí tiết của mình, không để ý đến gia đình là hảo hán sao. Dầm, ông ta đập mạnh bàn trà rồi đứng dậy, sự phẫn nộ hẳn rõ trên mặt. Động tính đột nhiên xuất hiện dọa cho giả vô quần giật thoát mình, giả vô quần trấn an nói, thừa tướng, đại tướng quân vốn là hãn tướng ra trường, rất có huyết tính, khó chịu được mấy lời đồn đại nhảm nhí, mấy năm nay, tâm trạng cũng có thể lý giải được. Tử Bình Hưu ngửa mặt lên trời thở dài, trong nhà không yên, trên triều đình lão phu nên đối mặt với lời chỉ trích của mọi người như thế nào đây? Giả vô quân, thừa tướng nói sai rồi, hành động lần này của đại tướng quân là đang bảo toàn cho thừa tướng. Trước đó đại tướng quân giao thủ với Mông Sơn Minh đã thắng, hơn nữa còn thắng lớn. Trong đó tất nhiên có nhân tố tương trợ vạn thú môn, nhưng khi chiến báo lúc trước truyền về, tướng lĩnh trong triều cũng từng nghị luận, đều tán dương đại tướng quân chiến thắng rất đẹp nếu không có cái dụ địch cao minh của đại tướng quân làm sao có thể đạt được chiến quả lớn như vậy có trận đại thắng đủ để chứng minh không phải thừa tướng dùng người không thích đáng đại tướng quân cũng thực sự năng trinh thiện chiến sở dĩ bại là thua ở người ít không đánh lại đông sở dĩ bại là thua ở sự việc quá mức nằm ngoài dự liệu ai có thể ngờ quân yến đột nhiên có thể phá được bí pháp vạn thú môn ngay cả bí pháp vạn thú môn cũng không cản được chỉ dựa vào đại tướng quân xuất lĩnh đám ô hợp của triều đình, trong triều ai dám đứng ra nói có thể đánh bại quân Yến. Hơn nữa, đại tướng quân liều chết huyết chiến, cũng không hề tư lợi, có cơ hội chạy trốn vẫn không trốn, tồn vong cùng đại quân, sau khi chiến bại không tiếc rút kiếm tự vấn, có khí tiết này, ai còn dám nói thừa tướng dùng người không đúng. Với thế lực của thừa tướng trên triều đình, có những cái lý này đây, không ai có thể làm gì được thừa tướng. Câu nào cũng có lý, thức tỉnh tử bình hưu đang trong cơn mơ hồ ông ta vuốt sâu gật đầu bày tỏ đồng ý nhưng ít nhiều cũng hơi lo lắng khất cằm ra ngoài những kẻ bỏ chạy sau trận chiến còn mấy người số người chứng kiến không nhiều nếu bọn họ bị người có lòng sai khiến đổi lời khai thì phiền phức đấy giả vô quần biết ông ta chỉ những tu sĩ vừa đi ra kia thừa tướng quá lo lắng bọn hắn cũng không muốn gánh cái danh vứt chủ soái chạy trốn để bị chỉ trích hộ pháp bất lợi sẽ không vu oan cho đại tướng quân đâu chỉ cắn chặt câu đại tướng quân tự cầu chết thôi không dễ bị người ta lợi dụng như vậy đâu Lúc này cũng không phải lúc tranh luận những nội đấu này, quốc nạn trên đầu, bệ hạ cũng sẽ không cho phép trong chiều lại xuất hiện nhiễu loạn. Sau khi được trấn an xong, mạch suy nghĩ của Tử Bình Hưu cũng dần rõ ràng, trầm giọng nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao bí pháp của vạn thú môn đột nhiên mất tác dụng với quân yến? Giả vô quần, tình hình ta cũng đã cẩn thận tìm hiểu rồi, quân yến cũng không dùng cách nào khác để phá giải bí pháp của vạn thú môn, những rắn, côn trùng, chuột kiến kia đối đãi với quân Yến không hề khác gì với quân Tống, chỉ e là. Mở trương vẫn là người buộc chuông, tử bình hưu bỗng nhiên quay đầu, hít mắt lạnh lẽo nói, người nói là vạn thú môn lật lọc. Giả vô quần lắc đầu, đây cũng chính là điểm mà ta nghi hoặc, vạn thú môn nếu muốn quân Yến thắng, đại khai có thể giúp nhân thủ của mình không giúp quân Tống là được, như vậy chỉ ít còn có thể khiến quân Tống có chuẩn bị tâm lý, nếu không chẳng phải mắc tội dồn triều đình vừa thừa tướng vào chỗ chết rồi sao. Kết quả có chỗ mâu thuẫn, rất có thể là nội bộ vạn thú môn xảy ra vấn đề, không biết nội bộ vạn thú môn có xảy ra phân tranh gì không, chúng ta là người ngoài không biết rõ, cũng không thể nào đưa ra phán đoán hợp lý được. Có điều có một điểm có thể khẳng định, vạn thú môn ra tay trợ giúp quân tống là quyết định thông qua bàn bạc của môn phái, nếu có người lén tự liên hệ với quân yến, đó là phản bội sư môn, tương đương với việc đưa chuôi con dao cho người ngoài cầm. Cho nên khả năng rất lớn là, nếu thật sự có người trong nội bộ vạn thú môn ra tay, hẳn là bị ảnh hưởng của lực lượng bên ngoài quân yến chiến bại bên kia chắc chắn sẽ xe tô người nghĩ đủ mọi cách đây hoàn toàn là chuyện có thể tử bình hưu ba phái lớn của yến quốc sao nếu giả thiết của ta đúng vậy theo lý mà nói ba phái lớn của yến quốc có khả năng lớn nhất nhưng nhưng mà cái gì ta hoài nghi là một người hoàn toàn khác giả vô quần suy nghĩ một lúc lại hỏi thừa tướng còn nhớ như hữu đạo trước kia ta nhắc đến không tử bình hưu dĩ nhiên là nhớ người nói người này rất nguy hiểm, hẳn là người hoài nghi có liên quan đến hắn. Giả vô quần không trả lời thẳng, ta luôn chú ý tình hình chiến đấu. Sau khi Yến quốc bại không hề có ý định rút lui, sau khi tránh chiến đấu vẫn luôn quanh quần ở đó, giống như đang tìm kiếm chiến cơ. Tử Bình Hưu không hiểu, muốn vãn hồi chiến sự, muốn tìm chiến cơ chiến thắng chẳng lẽ không bình thường sao? Giả vô quần, điểm mấu chốt là, sau khi chiến bại vẫn luôn như vậy, sách lược chưa từng thay đổi, ngay cả chút phản công thăm dò cũng không có đại tướng quân lại có kỳ binh tương trợ, đại quân La Chiếu vẫn đang trên đường lui về, một khi hai quân hội hợp sẽ là hậu quả gì. Nhưng trạng thái của quân Yến dường như không hề bị ảnh hưởng, điều này nói rõ cái gì. Tử Bình hưu hít mắt nói, chứng tỏ quân Yến nắm chắc sẽ lật ngược được tình thế. Giọng giả vô quần lớn hơn, kết quả sau đó, quân Yến đột nhiên trở mặt, đảo mắt đã bao vây lấy đại tướng quân, một trận đánh bại đại tướng quân. Thừa tướng, đây chẳng lẽ là ngẫu nhiên sao? mươi 1064, vừa gặp lang quân nhầm cả đời hai. Dường như tử bình hưu hiểu ra gì đó, nhưng vẫn không hiểu điều này liên quan gì đến nghiêu hữu đạo. Giả vô quần, thừa tướng đừng quên, căn cứ theo bên vạn thú môn trả lời, người chạy đến đòi vạn thú môn cho câu trả lời là người của ba phái lớn yến quốc. Ngược lại, người ngay từ đầu đã nắm chắc quân yến có thể lật ngược thế cờ rất có thể không phải người của ba phái lớn yến quốc. Một câu làm người trong mộng bừng tỉnh, tử bình hưu bừng tỉnh. Đương nhiên, cũng có thể là người của ba phái lớn Yến quốc đang cố ý tê liệt vạn thú môn, trên thực tế phía sau có động tác khác. Nhưng ta tính toán thử thời gian xảy ra chuyện, kết hợp với vài tình huống thực tế, chẳng hạn nhân số, lượng thuốc. Càng nghĩ càng thấy khả năng ba phái lớn Yến quốc đang che giấu tai mắt mọi người không lớn. Đương nhiên, cái này cũng không thể chứng tỏ là nghiêu hữu đạo làm, hoàn toàn có thể là những người khác, nhưng ta luôn cảm thấy hắn hiểm nghi lớn nhất, vẫn nghi ngờ hắn âm thầm ra tay, vẫn là câu nói kia, Ta không cho rằng hắn có thể ngồi nhìn Mông Sơn Minh thất bại mà mặc kệ. Nếu suy đoán của ta sai sót thì cũng thôi, nếu không may nói đúng, căn cứ vào thời gian xảy ra chuyện để suy tính, rất có thể người nắm giữ bí pháp này trong nội bộ Vạn Thú môn đã bị Nưu Hữu đạo thu mua. Theo lý thuyết khả năng thu mua không lớn, nếu thật sự bị hắn thu mua, việc này không thể coi thường, đây chính là cái thóp rất lớn, rất có khả năng người này đã bị như Hữu đạo khống chế. Đáng tiếc ta không có cách nào nắm được tình hình động thái người trong Vạn Thú môn nếu không ta có thể thử nghiệm chứng suy đoán của ta. Muốn vạn thú môn đưa ra tình hình nhân lực nội bộ không có khả năng lắm. Tử Bình Hưu lắc đầu, khoát tay, ra hiệu không cần có suy nghĩ này, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, buông tiếng thở dài, ngay cả thi thể cũng không cướp về được, bên Thuần Nhi. Còn chưa dứt lời, bên ngoài có một hạ nhân chạy tới, hô to gọi nhỏ nói, thừa tướng, thừa tướng, tiểu thư nàng, tiểu thư nàng. Tử Bình Hưu và giả vô quần đồng thời bật dậy kinh hãi, hai người lần lượt chạy ra ngoài, Giả vô quần hơi tỉnh táo hơn một chút, kéo vạt áo hạ nhân kia lại hỏi trước tình hình rồi mới chạy đi. Biết tin Trần Thiếu Thông chiến tử, trong phủ thừa tướng là một màu trắng toát. Trong viện của ái nữ phủ thừa tướng, hạ nhân lui tới tay chân luống cuống, lúc tử bình hưu chạy vào trong phòng, trên xà ngang treo một tấm lụa trắng rất bắt mắt, có thể nói nhìn thấy mà giật mình. Phu nhân thừa tướng đã bất tỉnh, đang được cấp cứu. Còn trên giường là một phụ nhân đang nằm yên, trên cổ hẳn vết dây. Một tu sĩ đứng bên cạnh, mặt mày khó xử nói với tử bình hưu đang xông đến phát hiện chậm đã đi rồi ngươi tử bình hưu chỉ vào nữ tử trên giường trong nháy mắt hai mắt đỏ hồng run rẩy nói đứa con gái bất hiếu ngươi không nghĩ đến ơn dưỡng dục của phụ mẫu lại lại cả người lại lung lay sắp đổ may mắn người bên ngoài kịp thời đỡ lấy tu sĩ nhanh chóng giúp ông ta lấy lại nhịp thở nhìn người trên giường giả vô quần nhíu mày buông tiếng thở dài lại tìm người để tìm hiểu sự việc hỏi sao biết tiểu thư tâm trạng không ổn mà không trông coi kỹ. Nhà hoàn phụ trách hầu hạ khóc, nói tiểu thư nói mệt muốn nghỉ ngơi một lát, đuổi các nàng ra ngoài, ai ngờ tiểu thư lại không nghĩ thông như vậy, lúc mở cửa đã thấy tiểu thư cả người thẳng tắp treo trên xà nhà, suýt nữa đã dọa các nàng hồn phi phách tán. Sau khi hỏi xong, giả vô quần kéo quản gia một bên hỏi, hai đứa con của tiểu thư đâu? Quản gia nói tiểu thư sợ hài tử nhất thời không tiếp nhận được cái chết của phụ thân nên bảo người đưa hài tử đến sơn trang ngoài thành du ngoạn rồi giả vô quần buông tiếng thở dài xem ra tiểu thư sớm có ý muốn rời đi tiểu thư với đại tướng quân tình cảm thắm thiết là ta sơ sót hai từ tạm thời cũng không cần đón về để chúng ở ngoài chơi thêm một thời gian phái người bảo vệ tốt đừng lại để hai từ xảy ra chuyện được 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 trong nhà từ trên xuống dưới đều hoảng hồn ta cũng rối tung lên trước hết vẫn nên tỉnh táo lại đã có gì không đúng mong tiên sinh nhắc nhở lão nô một tiếng quản gia cảm thấy nhắc nhở đúng liên tục gật đầu đồng ý, sau đó lau nước mắt nhìn từng chủ tử ngã xuống nói. Giả vô quần vỗ vỗ vai lão, ra hiệu cho lão ra ngoài làm việc đi, sau đó vào trong phòng kiểm tra kỹ xung quanh, thấy trên bàn có một phong thư liền rút ra xem, phát hiện là di ngôn của nữ chủ nhân trong phòng, người trong nhà ai nấy đều rối loạn nên không ai chú ý tới. Nội dung di ngôn đại khái là cảm thấy mình gả cho Trần Thiếu Thông là một cái sai lầm, là mình hại Trần Thiếu Thông, hối hận vì năm đó không nên nghĩ đủ mọi cách ép Trần Thiếu Thông cưới nàng ta, muốn phụ mẫu đại nhân tha thứ mình bất hiếu, muốn phụ thân nể tình thân chiếu cố hai đứa trẻ, mình đi theo Trần Thiếu Thông. Rõ ràng đã nhìn ngươi trưởng thành, nhà đầu ngốc, Trần Thiếu Thông có tài đức gì mà có thể khiến ngươi tình cảm sâu đậm như vậy, người bảo phụ mẫu ngươi làm sao chịu nỗi đây. Chỉ trách ta năm đó trở về muộn, nếu có thể ngăn thừa tướng sớm một chút, ngươi cũng không đi tìm hắn để chút giận. Vừa gặp lang quân sai lầm cả đời, nghiệt duyên, giả vô quần nhìn bức thư thổn thức lắc đầu, trần thiếu thông bị diệt toàn quân dẫn đến ảnh hưởng to lớn đối với tống quốc nói chính xác hơn bóng ma khó quên mông sơn minh đã từng mang đến cho tống quốc đã một lần nữa kéo đến trên bầu trời tống quốc trên dưới tống quốc nghe đến đã biến sắc lúc bách tính bản tán không thể tránh khỏi nhắc đến nỗi nhục mông sơn minh mang đến cho tống quốc năm đó có điều lần này càng thê thảm đau đớn hơn mà thôi thắng thua trong chiến tranh không thể trách tội kẻ địch quá mạnh huống hồ kẻ địch không phải quá mạnh huống hồ tống quốc tự lựa chọn khơi mào chiến tranh là Tống Quốc xâm lần Yến Quốc trước, chỉ có thể nói chiến lược của Tống Quốc xảy ra vấn đề, thân là Đại Đô Đốc La Chiếu khó có thể thoát tội. Trong lúc nhất thời, trên triều đình bắt đầu công kích La Chiếu như Thủy Triều oanh Liệt, trách La Chiếu liều lĩnh khinh địch, nói gì mà đã nói trước Mông Sơn Minh không thể coi thường. Thậm chí có người nói Mông Sơn Minh đại khai sát giới là vì bị La Chiếu chọc giận, chỉ trích La Chiếu ngựa trắng tặng quà giống như hành vi khiêu khích thiếu trách nhiệm của đứa trẻ 3 tuổi. Áp lực của Tống Hoàng rất lớn, Chiến lược của La Chiếu thúc đẩy là nhờ ông ta ra sức ủng hộ, bây giờ ông là người cảm nhận cảm giác bị cắn ngược lớn nhất. Tuy ai cũng nói cảm nhận được ý đồ chiến lược của Mông Xuân Minh, chưa chắc đã khiến Tống Quốc diệt quốc, nhưng ai dám cam đoan sẽ không có gì bất ngờ xảy ra. Ba phái lớn của Tống Quốc cũng rơi vào bất an, chuyện này mọi người thấy thế nào? Tây Hải Đường đứng giữa chính điện nhìn mọi người xung quanh. Lúc này Nhạc Uyên từ trong bước ra, ba phái lớn của Yến Quốc đã đưa ý kiến sang, trong tay cầm nhân chứng vật chứng vạn thú môn thì khó mà khống chế hoàn toàn nữa, ban nãy vừa mới bị nhạc uyên sỉ nhục một phen. Bên triều đình Tống Quốc cũng truyền tin tới, cũng đổi vạn thú môn câu trả lời, hỏi vạn thú môn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, triều kính chợt lên tiếng, trưởng môn, có phải trong nội bộ chúng ta có người tiết lộ bí pháp lần tránh thú triều không? Lời này vừa nói ra, cả đám người trong điện đều ồn ào, người nắm bí pháp kia trong nội bộ vạn thú môn thực ra cũng không nhiều, các loại bí thuật trong nội bộ vạn thú môn không phải ai ai cũng tinh thông, các đệ tử được phân chia dựa theo chức trách ai nấy tinh thông một môn, chủ yếu là đề phòng có người lẫn lộn vào cũng không thể học được các sở trường được. Loại bí pháp kia trừ vài đệ tử chuyên làm việc này cũng chỉ có mấy trưởng lão ở đây đủ cấp bậc, có tư cách lướt qua các loại bí thuật. Chương 1065, Triều Kính phẫn nộ. Suy nghĩ của Triều Kính làm chư vị trưởng lão ở đây đều bị dính vào. Tây Hải Đường lạnh lùng liếc mắt nói, "Triều trưởng lão, không có chứng cứ không thể nói lung tung. Ngoại giới chưa hẳn đã không có ai biết loại pháp môn tương tự. Giờ điều này cũng không quan trọng, trở về hãng điều tra cũng chưa muộn, giờ cái cần đối mặt là ăn nói thế nào với hai bên, nên ăn nói thế nào đây? Sở dĩ vạn thú môn lựa chọn vị trí trung lập không tham gia vào phân tranh của chư quốc, điều này lúc vừa mới sáng lập vạn thú môn đã từng có tranh luận. Kết quả tranh luận là, sợ vạn thú môn thành kẻ địch chung của giới tu hành, vài pháp môn ngự thú với những phạm phu tục tử kia còn được, đối với tu sĩ thực ra ảnh hưởng cũng không lớn, thật sự không muốn chọc giới tu hành vây quét. Vạn thú môn không gánh được, bởi vậy vạn thú môn lựa chọn đứng vị trí trung lập để cho các môn phái khác uống viên thuốc an thần, không phát triển thế lực của mình, chuyên tâm kiếm tài nguyên giúp mình lớn mạnh thì mới có vạn thú môn ngày hôm nay. Lần này ra tay cũng vì bất đắc dĩ, vạn thú môn không có thế lực của mình, không cách nào có được kết quả gì trong cuộc chiến của hai nước hai bên, cộng thêm bị triều đình tống quốc uy hiếp, chỉ thể hiện một chút thực lực thích hợp thôi, nói trắng ra là chấn nhiếp. Cả đám bàn luận ồn ào, ba phái lớn của Yến Quốc tuy đến hưng sư vấn tội nhưng lại có ý hòa giải, có thể nói mục đích của vạn thú môn đã đạt được rồi. Bởi vậy kết quả nghị luận nhanh chóng được đưa ra, đáp ứng điều kiện của Yến Quốc. Không tham gia chiến tranh nữa, kể từ đó đã trả lời triều đình Tống Quốc, vạn thú môn luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc trung lập, không tham gia và phân tranh các nước. Sau khi nhà Uyên lấy được kết quả mình mong muốn, hài lòng trở về sau đó triều kính vẫn hoài nghi nội bộ có người để lộ bí mật tìm tới trưởng môn tây hải đường chủ động ôm trách nhiệm điều tra nội bộ xem phải chăng có người để lộ bí mật sau khi tây hải đường đáp ứng với ông ta liền gọi trưởng lão cửu sơn đến gặp mặt cũng hạ pháp chỉ bí mật điều tra nội bộ xem có ai tiết lộ bí mật không không chỉ cửu sơn có vài trưởng lão đều nhận được pháp chỉ bí mật giống như vậy của tây hải đường tây hải đường giấu những trưởng lão tham gia điều tra bí mật còn có những người khác tham gia cách vạn thú môn ngoài trăm dặm trong rừng sâu núi thẳm hai con phi cầm cỡ lớn đáp xuống rừng sâu nghiêu hữu đạo giữ lời hứa đưa triều thắng hoài trở về đồng thời đưa về còn có thần bình cao lam lưu định an mấy người lúc đầu cùng triều thắng hoài tham gia chế tạo ôn dịch trộm phi cầm của đồng mần niệm còn khâu vấn hiền trong số đó thì đã bị triều kính làm thịt rồi triều huynh đi thong thả đoạn hổ giải cấm chế trên người triều thắng hoài rồi cười tủm tỉm chắp tay đưa tiến triều thắng hoài khôi phục pháp lực hoạt động thử tay chân mặt mày âm tàn nói, nói với Ngưu Hữu Đạo, nếu còn có lần sau, hắn bất nhân đừng trách ta bất nghĩa. Đừng tưởng rằng, lời liền im bặt, vừa mới nói được mấy câu thì đã bị tiếng kêu thảm dọa nuốt trở lại. Mấy người thần bình, Cao Lam, Lưu Định An đã ngã xuống giữa vũng máu, lôi tông khang và ngô tam lượng lắc máu tươi trên kiếm, bảo kiếm trở lại bao. Các người muốn làm gì? Chiều thắng hoài mặt mày hoảng sợ. Đoạn hổ nói, đạo gia không phải người nuốt lời, nói lời sẽ giữ lời, đã nói giúp ngươi giải quyết bọn hắn thì chắc chắn sẽ làm được, chỉ hơi muộn một chút thôi. Còn chuyện tiền, nếu bản thân Triều Huynh không cần, đạo gia cũng không tiện miễn cưỡng. Tóm lại chuyện đã giải quyết triệt để, lời bàn giao này Triều Huynh có bằng lòng chưa? Lời nói êm tai, kỳ thật cũng không phải là giúp Triều Thắng Hoài giết người diệt khẩu, mà là mấy người này đã từng ở bí địa độc trướng bao vây kia. Bí địa kia tạm thời có dấu vài bí mật, chẳng hẳn như nhi tử cao kiến thành tạm thời vẫn đang ẩn cư ở đó. Nghi Hữu đạo biết chỗ đó sớm muộn cũng phải bại lộ, nhưng không muốn bại lộ quá nhanh. Vạn thú môn vẫn còn nhiều người khác, người có thể mang được phi cầm đi. Nếu biết được vài đặc điểm của nơi đó rất dễ từ trên cao điều tra ra được địa điểm. Triều Thắng Hoài không biết nói cái gì cho phải, gã đang đau đầu nghĩ cách giải quyết mấy tên này như thế nào, không ngờ đối phương đột nhiên ra mặt giải quyết giúp gã. Triều Huynh Bảo Trọng thứ cho không tiễn xa được, đoạn hồ mỉm cười, quay người cùng lôi Tông Khang, Ngô Tam lượng nhảy lên phi cầm khống chế phi cầm bay lên không. Chiều thắng hoài nuốt khan nước bọt nhìn xung quanh, mau chóng xử lý thi thể rồi hoảng hốt rời đi. Gã không biết tại sao Nghiêu Hữu Đạo phải làm như vậy, trong lúc bị bắt không biết đã xảy ra chuyện gì, sau khi trở về vạn thú môn phải tìm hiểu thử có chuyện gì xảy ra mới được. Nghiêu Hữu Đạo lợi dụng gã để ép ra ra gã. Trong một gian tĩnh thất, chiều kính lửa giận thiêu đốt, trái một tát, phải một tát, đánh cho chiều thắng hoài miệng mũi chảy máu, nhìn thấy Triều Thắng Hoài bị đánh thành đầu heo nhưng lửa giận trong lòng vẫn khó tan, ông ta vẫn chưa thể dừng tay. Triều Thắng Hoài lúc đầu còn muốn qua loa giấu giếm, sau biết nhiều hữu đạo đã tìm tới ra ra mình, thật sự bị dọa sợ, lúc này mới kể toàn bộ sự việc ra, bao gồm cả chuyện mộ sát tống xứ. Triều Kính suýt chút nữa bị cháu trai làm cho giận đến mức thổ huyết, hóa ra chuyện hành thích tống xứ thật sự do cháu mình gây ra, hóa ra đứa cháu nội ngoan này trước đó luôn lừa gạt mình. Chuyện phi cầm nghiêu hữu đạo cũng chỉ nói hưu nói vượt, đó là năm con được trộm từ vạn thú môn. Biết chắc Nghiêu Hữu Đạo đã làm thịt huynh đệ Hà Thị ở điệp mộng huyến giới rồi, trên cơ bản không có nhân chứng gì, buồn cười là mình lại bị Khâu Vấn Hiền Nghiêu Hữu Đạo lôi đến và những chuyện Khâu Vấn Hiền khai ra hù dọa. Đám thần bình không thủ tín giao chúng cho mình là vì đã thực hiện lời hẹn giao cho cháu trai mình rồi, làm thịt đám thần bình rồi thì đây còn là chuyện gì nữa chứ, làm thịt trước mặt cháu trai mình rồi thì chắc chắn không thể là giả được. Nhưng Triều Kính thực sự vô cùng tức giận, hận không thể làm thịt luôn Triều Thắng Hoài cho rồi, nhưng dù sao ông ta cũng không dám làm vậy. Giết Triều Thắng Hoài dễ làm người ta nghi ngờ, ông ta chỉ có thể đánh Triều Thắng Hoài một trận tơi bời hả giận thôi. Sau khi đánh xong còn dặn Triều Thắng Hoài ngoan ngoãn ở đây dưỡng thương, sau khi thương thế khỏi hẳn thì cút ra ngoài. Nguyên nhân đương nhiên là sợ thương tích của Triều Thắng Hoài khiến người ta nghi ngờ, nhưng ông ta thực sự không nén được cơn giận này, không đánh một trận khó mà phát tiết được lửa giận trong lòng. Sau khi chiều kính đi, chiều thắng hoài đang nằm trên mặt đất thở chút hơi tàn khẽ thở phào, coi như chút được gánh nặng. Ăn một trần đòn này, gã coi như đã hiểu, tên ác ma dây dưa lấy gã cuối cùng đã buông tha cho gã, gã đã không còn giá trị lợi dụng, ác ma kia đổi người, quấn lên ra ra gã. Đời này gã không muốn gặp lại như hữu đạo nữa, đời này gã được lĩnh giáo được một kẻ vô cùng đáng sợ rồi. Trong rừng núi, trong một suối nước nóng, như hữu đạo trần chuồng ngâm mình tắm rửa, hít mắt nửa tựa trên bờ, một tấm vải ướt che trên mặt. Trong hơi nước, quản phương nghi đi tới, bẩm báo nói, bên đoạn hổ truyền tin về, đã xong chuyện rồi. Ngưu Hữu đạo ừ một tiếng hỏi, bên hầu tử có kết quả chưa? Quản phương nghi, người cũng không phải không hiểu gì hắn, hắn có chuyện gì cũng sẽ không nói với ta. Ngưu Hữu đạo, bảo hắn vào đây đi, quản phương nghi rời đi, nhanh chóng đưa viên cương đến, bà ta cũng biết thân phận của nữ nhân kia. Tấm vải ướt cho mặt Ngưu Hữu Đạo khiến người ta không thể nhìn được biểu cảm, hắn bực bội nói, không cậy được miệng nữ nhân kia sao? Viên Cương trầm mặc một chút, trả lời, chỉ nói mình tên Tô Chiếu, còn lai lịch thì cứng miệng lắm. Ngưu Hữu Đạo, đại quân Mông Soái đã bắt đầu rút lui, chúng ta cũng phải đi rồi, thật sự không hỏi được thì thôi, chiến sự thuận lợi, lai lịch của ta có thể phát huy tác dụng hay không đã không quan trọng, ta biết ngươi không thích làm những chuyện lạm sát kẻ vô tội, ngươi không hạ thủ được thì giao cho Hồng Nương giải quyết đi chương 1066, đó là ta âm thầm liên hệ chỉ đường cho hắn một. Viên cương hiểu ý hắn, không thể mang mãi một nhân tố không an toàn bên người, hắn ta hơi do dự nói, đạo ra, cho ta thêm một chút thời gian. Nhiều hiểu đạo không nói gì, viên cương quay người rời đi. Trong hơi nước, nhiều hiểu đạo đưa tay vuốt tấm vải ướt trên mặt xuống, mặt không đổi sắc nói, không dụng hình sao. Quản phương nghi vén váy ngồi xổm bên cạnh, nữ nhân kia từ trên xuống dưới vẫn ổn, có lẽ không chịu cực khổ gì, hầu tử đang thương hoa tiếc ngọc sao? Nếu thật sự không được, hay người đừng miễn cưỡng hầu tử, thả người đi cho rồi. Như hữu đạo vắt khăn ướt lau người, để người ta biết ta luôn ở sát gần đại quân sao? Ngay cả thân phận nàng ta là gì cũng không biết, giờ sao thả được? Nếu có thể thả, hầu tử đã lén ta thả rồi. Quản phương Nhi ngồi xổm bên cạnh không kìm được nhìn vào trong nước, nhưng mặt nước lờ mờ làm người ta không rõ tình hình bên dưới, đưa tay vốc nước dưới lên vai hắn, hỏi, vậy phải làm sao đây, cũng không thể mang theo bên người mãi được. Nghiêu hữu đạo tắm rửa sạch sẽ, không để ý nói, mà kệ là địch hay là bạn cứ biến thành người của mình là không sai lầm đâu, cô là nữ nhân, cô biết cách uy hiếp nữ nhân hơn nam nhân, cô có thể nghĩ cách thử xem. Biến thành người một nhà, quản phương nghi mặt mày nghi hoặc, người có ý gì. Nghiêu hữu đạo, không có ý gì, hầu tử này toàn cơ bắp, có hắn ngăn cản ta cũng chẳng thể phát tác nổi điên với hắn được, nhưng hắn lại là người trọng tình trọng nghĩa, làm việc luôn luôn không thẹn với lương tâm. Sự xuất hiện đột ngột của nữ nhân tên tô chiếu này, cả ngươi và ta đều không biết phía sau có âm mưu gì không, chỉ sợ nàng ta sẽ trở thành kiếp nạn của hầu tử. Ngươi hãy thử nghĩ vài cách, nếu không được thì gọn gàng linh hoạt một chút, thả người đi. Quản Phương nghi kinh ngạc, không phải người nói không thể thả, nói được một nửa thì im lặng. Bà hiểu ý như hiếu đạo, thả chỉ là thả trước mặt viên cương, không có nghĩa là người vẫn có thể sống sót rời đi. Đây là muốn sau khi thả mới ra tay không khỏi buông tiếng thở dài người không phải kiểu người tính toán chi ly có phải người quan tâm đến cảm nhận của con khỉ mặt đỏ kia quá không nữ nhân đó nếu thật sự không có vấn đề gì thì cũng không phải tới đây vì hầu tử mà tới vì ta ta há có thể để người ta đạt được ý đồ như hữu đạo còn chưa dứt lời cơ thể đã trượt xuống ngay cả đầu cũng chìm vào trong nước quản phương nghi ngồi xổm ở đó suy nghĩ gì hoàng cung tấn quốc trong đại điện trống rỗng thái thúc hùng đứng một mình lẳng lặng đứng trước địa đồ Ngoài điện có một người đi vào, thiệu bình ba tiến đến, đứng trước địa đồ hành lễ, bái kiến bệ hạ. Thái Thúc Hùng chậm rãi nói, có nghe nói tới chuyện quân Yến tiêu diệt 40 vạn nhân mã quân tống chưa? Thiệu bình ba, phi thần đã xem tình báo. Thái Thúc Hùng chậm rãi quay đầu nhìn về phía y, hỏi, như hữu đạo làm. Thiệu bình ba biết ông ta muốn nói gì, cũng biết vì sao ông ta có phán đoán này, vì y đã nói trước với Thái Thúc Hùng. Rất có thể như Hữu Đạo đã cấu kết với người nội bộ vạn thú môn, chắp tay nói, tình huống gì cũng đều có thể xuất hiện, không loại trừ khả năng là người khác nhưng 89 phần 10 là hắn. Trải qua việc này, càng có thể chứng minh suy đoán của vi thần mà thôi. Thái Thúc Hùng, tình hình vạn thú môn cô vương hiểu rõ hơn ngươi, có nhiều thứ đệ tử bình thường không thể tiếp xúc được, việc này e là cháu trai của triều kính chưa đủ phân lược, nếu thật sự là nghiêu hữu đạo vậy người cấu kết với nghiêu hữu đạo rất có thể là bản thân triều kính. Thiệu Bình ba suy tư một chút, khẽ vuốt cằm, bệ hạ minh giám Thái Thúc Hùng, đáng tiếc không có chứng cứ, đều là suy đoán của chúng ta, nếu không có thể lợi dụng một chút. Thiệu Bình Ba, có một số việc không cần chứng cứ, làm tặc, khó tránh khỏi trột dạ, vẫn có cơ hội để lợi dụng. Thái Thúc Hùng hơi suy nghĩ, cười hi hi, giặc ngoài dễ phòng, trộm nhà khó phòng, nếu thật sự có trộm nhà vậy vạn thú môn có trò hay để xem rồi. Quay đầu nhìn về phía địa đồ, lại buông tiếng thở dài, mông sơn minh này đúng là lợi hại, đúng là dựa vào sức một người chậm rãi xóa bỏ nguy cơ biên giới cho Yến Quốc đáng hận nhất là đám rùa đen rụt đầu kim tước thịt mỡ đã đặt ngay bên mồm hắn mà vẫn không cắn lấy hắn vẫn ngồi ổn ở đó hải triệu quốc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ hỏng chuyện tốt của cô vương thiệu bình ba cũng tràn đầy đồng cảm nhìn tính vạn tính lại không tính được kim tước bên này cũng đã thăm dò tin tức bên hàn quốc mặc dù bên hàn quốc tạo áp lực như thế nào thì kim tước vẫn chịu áp lực chứ không hề có hành động khiến bên này cũng không thể làm gì nếu không phải tìm không thấy cơ hội hạ thủ y thật sự muốn ám sát kim tước một trận Cục diện quá lớn, thế cục đã không dễ dàng nữa, muốn tham gia vào rất khó, có điều y vẫn an ủi, tấm màn chiến sự vẫn chưa hạ, tất cả đều có khả năng. Thái Thúc Hùng buông tiếng thở dài, trước mắt cũng chỉ có thể chờ đợi xem. Quân Yến đánh vào cảnh nội nước tống cuối cùng cũng bắt đầu rút quân, nhưng chưa hoàn toàn lui về, vẫn để lại 500.000 nhân mã tiếp tục quấy rối. Trên đường lui về, trong xe ngựa lắc lư, Cung Lâm Sách cũng vào trong ngồi. Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, lại thấy Mông Sơn Minh kéo địa đồ đến hướng Hàn Quốc xem xét, không khỏi hỏi, Mông Soái rất chú ý đến Hàn Quốc. Không phải Mông Soái nói có thể dẫn tai họa đến phía đông sao? Chẳng lẽ lại có biến? Mông Sơn Minh ngẩng đầu, thống soái quân Hàn Kim Tước không thể không phòng. Cung Lâm sách bấy giác nhìn vào chân của ông, có vài chuyện ông ta cũng có nghe nói đến, ngoài miệng thì lại nói, kim Tước này ta cũng có chú ý, trên chiến trường không có gì xuất sắc, là một người khá bình thường mà cũng đáng được Mông Soái chú ý vậy sao? chẳng lẽ vì năm đó tàn phế hai chân nên canh cánh trong lòng mông sơn minh lắc đầu không nên xem thường hắn trên chiến trường tướng thường thắng không đáng sợ luôn có lúc sẽ bị thất thủ đáng sợ là người chưa từng chịu thiệt trên chiến trường đạo gia có câu người thiện chiến không có chiến công hiển hách câu này cũng có thể dùng để nói về hắn cung lâm sách thăm dò nói hẳn mông soái cảm thấy mình không bằng hắn mông sơn minh tay vỗ chân tàn cười không đáp mỉm cười đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ Kim Tước đứng trước địa đồ nhìn lùa tuyến lui quân của quân Yến mà tình báo đưa về. Bên ngoài có người tiến đến thông báo, Đại Tư Mã, bên Kinh Thành Tống Quốc có tin. Kim Tước nhìn chằm chằm địa đồ nói, nói. Người tới nói, triều đình Tống Quốc đang thúc giục nước xa xuất binh với Yến Quốc, vừa sai người tìm triều đình Yến Quốc bí mật cầu hòa. Vô sỉ, các tướng lĩnh trong trướng lập tức mắng. Kim Tước, trên triều đình Tống Quốc không phải có người kêu gọi cắt chức la chiếu sao. Tình hình như thế nào, người tới nói tạm thời không có tin tức về chuyện này hình như vì không muốn đổi tướng trước khi lâm trận nên bị đè xuống vẻ mặt kim tước đầy mỉa mai lắc đầu ông ta đã đại khái đoán được chuyện gì xảy ra tuy nhiều lời chỉ trích hoặc đùn đẩy trách nhiệm cho la chiếu nhưng lúc này e là tống quốc cũng chẳng có tướng lĩnh nào dám đi tiếp tay la chiếu tiếp tay tức là phải bưng bô đi đổ đi tìm chết sau khi xác định ký hiệu trên địa đồ ông ta chỉ tay về phía tống quốc mông sơn minh đã đạt được mục đích đại quân hẳn là sắp trở về sông Đông vực chặn đánh La Chiếu, 50 vạn nhân mã lưu lại kia là muốn tiếp tục quấy rối ở phía sau, muốn ngăn Tống Quốc lén vận chuyển quân lương qua khu vực Mông Sơn Minh đã từng quét. Vừa chặn đánh sông Đông vực, vừa cắt đường lương thực của La Chiếu, La Chiếu dù có vượt sông thành công cũng gặp phiền phức cực lớn, Mông Sơn Minh không cho La Chiếu đường sống đây mà. Chương 1067, đó là ta âm thầm liên hệ chỉ đường cho hắn hai. Có tướng lĩnh chật chật lắc đầu nói, lão gia hỏa này mông sơn minh thật đúng là hung ác, không có hậu cần tiếp tế bổ sung lương thực thì coi như đã chặt bớt một đường sống của Tống Quốc, Tống Quốc bị khuấy cho long trời lở đất không nói, giờ còn muốn bóp cổ La Chiếu. Với phản ứng của triều đình Tống Quốc, nếu La Chiếu có thể trở mình thật đẹp trong trận đánh sông Đông Giang còn dễ ăn nói, nếu không thì phiền phức lớn rồi. Có người khác gật đầu tán đồng, vì sự liều lĩnh của La Chiếu được Hoàng đế Tống Quốc ủng hộ, nhưng Hoàng đế Tống Quốc không thể gánh trách nhiệm này, lại không thể đẩy trách nhiệm cho ba phái lớn Tống Quốc, ngoảnh đi ngoảnh lại, chỉ có La Chiếu là có thể gánh được nỗi oan này, các mặt khác cũng chỉ có La Chiếu thích hợp gánh vác nhất, không cẩn thận có thể vĩnh viễn không chờ mình được. Lại có người ha ha nói, cái tên La Chiếu này thiếu niên đắc chí, một đường hăng hái, chưa hề phải chịu nhiều thua thiệt, coi thường anh hùng thiên hạ. Lần này đối đầu với Mông Sơn Minh coi như đụng phải cột rồi. Có điều mọi người cũng đừng quên bối cảnh của hắn, hắn là con rể lăng tiêu các, có lăng tiêu các giúp đỡ, chưa hẳn không thể vươn mình. Một tướng nói, theo kiến giải của Đại Tư Mã, Mông Sơn Minh sẽ không giết hết toàn bộ nhân mã của La Chiếu, còn muốn bảo tồn một lực lượng nhất định cho quân tống chống cự quân ta, chẳng lẽ chúng ta còn cần phải ngồi đợi thế này sao? Kim Tước cười nhạt, gấp cái gì? Ổn định một chút, cứ ổn định một chút là tốt nhất. Tướng lĩnh kia vẫn sốt ruột, buông tay nói, đại nhân, cũng không thể trơ mắt nhìn sau khi hai nước Tống Yến đàm hòa xong lại cùng liên thủ rơi vào trạng thái rằng co với nước ta được. Đúng vậy, biết rõ kết quả còn ngồi chờ xem, há không phải sẽ làm hỏng chiến cơ. Chư tướng cũng nhao nhao khuyên bảo, Kim Tước nhìn đám người đang sốt ruột, xoay người phất tay chỉ vào nơi nào đó của Yến Quốc trên địa đồ. Cả đám thuận thế nhìn vào một góc đông nam Yến Quốc, ở Tân Châu nơi giao nhau giữa cửa biển sông Đông Giang và Tống Quốc. Ngô Công Lĩnh, có người nghi hoặc hỏi một tiếng. Ngô Công Lĩnh phản loạn ở Thương Châu, sau khi bị quân Yến đuổi chạy vốn định qua sông Đông vực vào cảnh nội Tống Quốc, ai ngờ La Chiếu không cho ông ta vượt sông, muốn buộc ông ta quyết tử với quân Yến. Ngô Công Lĩnh ngoại trừ mắng Tống Quốc bội bạc thì cũng chẳng có cách nào khác, liều mạng với quân Yến sẽ mất cả trì lẫn trài, ông ta sẽ không làm cái việc ngu ngốc đó. Ngô Công Lĩnh cũng không ăn chay, lại dẫn nhân ma dọc theo sông Đông vực đi xuống phía nam, giết vào Tân Châu rừng chân, chấn thủ cửa sông, tập kết lực lượng tạo thuyền, chuẩn bị vượt biển đến sát phách Tống quốc dù sao khoảng cách không xa ngồi bè gỗ cũng trèo qua được con đường ven biển lại dài dằng dặc ông ta không tin đứng trước thế công khởi binh của Mông Sơn Minh nhân mã tuyến phòng ngự trên sông của Tống quốc còn có thể phân tán trọng binh cố thủ tuyến phòng ngự trên biển Ngô Công lĩnh giết vào Tân Châu đã uy hiếp quân Tống yêu cầu lương thảo không cho liền vượt biển giết qua phối hợp với thế công của Mông Sơn Minh không ngờ lão này cũng nghĩ ra chiêu này là chiếu muốn ổn định ông ta đành phải cho ông ta một lô lương thảo chuẩn bị đợi sau khi thu thập xong yến quốc sẽ thu thập lão này ngô công lính có thể lấy được lương thảo liền nghỉ xả hơi sau đó lại dệt mộng sao ông ta không biết mình đã đắc tội la chiếu nhưng ông ta không sợ không phải còn có hàn quốc sao chỉ cần trên tay nắm giữ thực lực đợi yến quốc bị hủy diệt lúc hàn tống chia cắt lợi ích ông ta sẽ đầu quân cho hàn quốc sợ gì hàn quốc không tiếp nhận đến lúc đó khi mình sẽ ổn định làm chư hầu một phương có điều sau khi mông sơn minh ra tay chiến sự đã thay đổi làm hỏng kế hoạch của ông ta giấc mộng đẹp có dấu hiệu sụp đổ kim tước gật đầu chúng ta bất động không có nghĩa là triều đình không âm thầm có hành động ngô công lĩnh biết hậu quả mà mình đã gây ra mông sơn minh quay về rất có thể sẽ thu thập hắn nhưng triều đình âm thầm phái người đi liên hệ hứa lợi ích lớn chắc chắn hắn ta sẽ đầu nhập vào hàn quốc ta đợi sau khi mông sơn minh đánh cho nhân mã la chiếu tàn phế rồi thả đi nhân mã trong tay la chiếu đã hao hết lương thực lại mệt mỏi vượt sông, Ngô Công Lĩnh sẽ thừa cơ vượt sông truy kích. Chỉ cần dụ được Ngô Công Lĩnh ra tay, hắn ta sẽ đắc tội thê thảm với Yến và Tống, hắn ta sẽ không còn đường lùi nữa. Chư tướng bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hớn hở ra mặt, cho dù Ngô Công Lĩnh không thể đánh tan tàn quân La Chiếu, có Ngô Công Lĩnh quấy rối trong nội bộ phòng ngự chống giống của Tống Quốc, phối hợp với thế công bên này, quân Tống căn bản không ngăn được đại quân bên này tiến công, cục thịt béo Tống Quốc sẽ bị nuốt dễ như trở bàn tay một tướng vui vẻ nói một công lĩnh này rất có mắt chấn giữ giữa vùng đất của hai nước tống yến có thể tiến thối tự nhiên chỉ e sau đó mông sơn minh cũng khó làm gì được hắn đó là ta âm thầm liên hệ chỉ đường cho hắn không có tu sĩ hàn quốc ta phối hợp các người nghĩ rằng lúc ấy dưới tình huống tu sĩ tống quốc cưỡng ép bên cạnh hắn có thể thuận lợi chạy trốn đến tân châu như vậy sao kim Thước lạnh nhạt ném một câu cái gì chư tướng sợ hãi cả kinh không để cả đám kịp phản ứng Kim Tước lại phất tay chỉ hướng Triệu Quốc, đồng thời thượng thư triều đình âm thầm kết minh với Triệu Quốc, chúng ta có thể dùng chiến sự thúc đẩy Triệu Tấn công Yến. Còn cả vạn thú môn trong cảnh nội Tống Quốc, triều đình cũng phái người đi trấn an, hứa hẹn cam đoan lợi ích cho vạn thú môn, quân Yến sẽ gặp phải vết xe đổ lúc trước, không thể không đề phòng. Lúc này chư tướng lờ mờ hiểu ra trước đó vì sao ông ta lại thất hứa không liên thủ với Tống Quốc tấn công Yến Quốc, sợ là đã sớm có mưu đồ. Có điều chuyện cho tới giờ đã có thể xác định, Tống Quốc và Hàn Quốc đã hẹn xuất binh, kết quả bị Hàn Quốc án binh bất động làm cho thành ra thế này, tuyệt đối có liên quan đến vị tư mã này, cũng không biết vị này đã lén bỏ bao công sức bên ngô công lĩnh, không biết chuyện ngô công lĩnh giải vỏ khiến quân Tống ra tay trước có liên quan đến vị này không. Một tướng đưa ra lo lắng, đại tư mã, mông sơn minh dường như quyết tâm phải giải quyết ngô công lĩnh, lúc nhân mã lui về, một lộ không qua sông, một lộ qua sông, chia lính hai lộ tiến quân đánh bọc vào Tân Châu, e là ngô công lĩnh nguy rồi. Khóe môi kim tước nở nụ cười, thần bí và khiêm tốn, chư vị đang sốt ruột vì sao đến giờ ta vẫn tập kết trọng binh ở biên giới Yến quốc không có hành động gì, sốt ruột vì nếu đã quyết định tấn công tống sao không điều động binh mã chuẩn bị trước. Ánh mắt quay sang về phía địa đồ, ngón tay gõ gõ vị trí Tân Châu, chính là để ổn định ngô công lính, mông sơn minh tạm thời không động đến hắn thì thôi, nếu động vào, đại quân ta lập tức phát động đánh nghị binh toàn diện với Yến quốc, đến lúc đó mông sơn minh giải quyết tai họa ngầm ngô công lĩnh này quan trọng hay ngăn cản đại quân hàn quốc ta xâm lấn quan trọng chư tướng lại một lần nữa bừng tỉnh đại ngộ có người vỗ tay khen không tệ đến lúc đó mông sơn minh tất nhiên không để ý tới ngô công lĩnh nhân mã chắc chắn sẽ khẩn cấp vượt qua giang bắc lên trợ giúp bắc châu kim tước gật đầu dẫn ngô công lĩnh đến tân châu sinh tử của hắn sẽ nằm trong tay ta nghe lời ta sẽ trợ giúp hắn vượt qua kiếp nạn này Dám không nghe, ta lập tức rút binh khỏi biên cảnh làm dịu áp lực của Yến Quốc, không còn điều gì lo ngại, dĩ nhiên Mông Sơn Minh phải quét sạch đám hậu hoạn bọn hắn trước. Ngô Công Lĩnh còn muốn sống sót, nhất định phải nghe Hàn Quốc ta, ta bảo hắn công tấn, hắn sẽ phải công tống, không có lựa chọn khác. Chương 1068, chúc mừng đạo gia và vương gia sắp thành. Mọi người nghĩ kỹ, đúng thật là như vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, bắt đầu tự phản tỉnh, trước đó có phải đã hiểu lầm vị này không? Kim Tước quay người đối mặt đám người, nghiêm mặt nhắc nhở, ta biết chư vị đều ôm lòng kiến công lập nghiệp, nhưng quốc lực có mạnh cũng không chịu nỗi chiến tranh lặp đi lặp lại dài vò, tiêu hao chính quốc lực của mình. Hai nước giao phong, không nhất định phải phân thắng bại trên chiến trường, nếu không phải bất đắc dĩ, không nên vọng động giấy lên chiến sự, không đánh mà thắng mới chính là thượng sách. Chư tướng im lặng, Kim Tước thấy thế thầm than một tiếng, cũng không biết những người này có thể nghe lọt tai hay không. Cuối cùng cái gì nên tới vẫn phải tới, nhân mã la chiếu chạy một đoạn đường dài đến yến kinh cuối cùng đã tới bờ sông đông vực cả đường đi gặp thiết kỵ nam châu quấy rối nhân mã la chiếu tổn thất tuy nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ nhưng đã tổn thất gần 10 vạn người sĩ khí quân tâm bị dày vò mỏi mệt không chịu nổi thiết kỵ nam châu cũng gặp tổn thất như vậy trên đường không thể không tổn thất gì chiến tử chiến mã thụ thương phát bệnh các loại khiến quân số cũng giảm trên vạn người nhưng đây là cái giá buộc phải trả bởi vì sự hành hạ của bọn họ nhân mã tống quân không cách nào thả lỏng chân tay lui về, cứ lần lượt như vậy chỉ ít đã kéo dài chặng đường rút lui của nhân mã tống quốc được hơn 10 ngày. Đối với hai ba vạn nhân mã mà nói, lương thảo tiêu hao trong hơn 10 ngày này không phải số lượng nhỏ. Ở mức độ nào đó mà nói, thậm chí là mấu chốt chí mạng. Còn bên kia sông đông vực của quân tống, mông sơn minh dẫn nhân mã yến quốc đến trước, gối giáo chờ sẵn một bước, đã chuẩn bị xong tuyến phòng ngự trên sông khiến quân tống không cách nào tùy tiện vượt qua. Trong lòng la chiếu nóng như lửa đốt, đứng trước nguy cơ bị cắt đứt lương thảo, cộng thêm biết đối phương đã vây quét phạm vi lớn bên Tống Quốc, tiếp tế của Tống Quốc không thể nào vận chua ai nơ đến kịp thời, nếu không thể kịp thời vượt sông, hậu quả khó mà lường được, lúc đó giải hai ba trăm vạn nhân mã không chết trận cũng phải chết đói. La Chiếu vừa đi vừa quan sát trên bờ sông cả ngày, định tìm cơ hội tốt vượt sông. Quân Yến cũng dùng cách tương tự để đối phó gã ta, gã ta lại không thể làm lại được kỳ tích khe cổn long, Mông Sơn Minh cũng không thể để kỳ tích khe cổn long lại lặp lại với quân tống. Một bên là trong nhà hoàn toàn không có tin tức, một bên là đại quân đang đứng trước nguy cơ như vậy, còn cả áp lực của triều đình sắp ập tới, lo lắng trong lòng la chiếu người ngoài không cách nào tưởng tượng được. Cho dù có các tu sĩ hỗ trợ điều trị thân thể nhưng tâm bệnh khó chữa, là đại đô đốc hăng hái Ngọc Thụ Lâm Phong, lang quân Ngọc Diện đang dần dần tiêu tụy, người trở nên đen gầy, nhìn ra mặt sông phía xa hoặc nhìn chằm chằm địa đồ trong hai con ngươi luôn tràn đầy tơ máu, cả người rơi vào lo lắng bất an cực độ gã ta căn bản ăn ngủ không yên nếu không phải có tu sĩ hỗ trợ đối mặt với áp lực lớn nuốt không trôi ngủ không được sẽ khiến cơ thể gã ta sụp đổ rồi tráng trí vượt sông đánh vào cảnh nội yến quốc lúc trước đã ra đi không còn sót lại chút gì hối hận không nếu nói không hề hối hận gì với chiến lược quyết sách trước kia thì đó là giả la chiếu thật sự hối hận hối hận mình không nên coi thường mông sơn minh bài học lần này đủ khiến gã ta cả đời khó quên Hai bên bờ sông Đông vực có thể nói đã xuất hiện cục diện trước nay chưa từng có, Nhân Mã Yến quốc ở bên Tống quốc trấn giữ tuyến phòng ngự trên sông cho Tống quốc, Nhân Mã Tống quốc ở bên Yến quốc muốn đánh phá tuyến phòng ngự trên sông của Tống quốc, đầu đuôi điên đảo. Trong rừng núi, Như Hữu đạo đang cầm một bức tình báo xem xét, tin tức này có liên quan đến hòa đàm bí mật của Tống quốc và Yến quốc. Giữa các nước với nhau, thất bại trên chiến trường thì lại mơ có thể tìm lại được từ đàm phán trên bàn, mặc dù người có đàm phán thế nào cũng vô ích. Tống Sứ Tiền Liên Thắng đã từng trần chuồng ngoài Hoàng Cung Yến Quốc sỉ nhục thương kiến hùng đã cúi cái đầu cao quý, sau vài lần bị đóng cửa từ chối liên tục đã gặp được đồng mạch. Trước đó lúc Yến Kinh nguy cấp, Tiền Liên Thắng đã dùng công phu sư tử ngoạc, bây giờ lại là đồng mạch sử dụng công phu sư tử ngoạc, thái độ lạnh nhạt. Yến Quốc có chỗ dựa, giờ Tống Quốc đang cầu Yến Quốc. Thả đại quân Tống Quốc trở về cũng được, Yến Quốc yêu cầu 100 triệu kim tệ, 10 vạn xe lương thực. Còn có một cái yêu cầu dường như rất quá đáng, Thương Kiến Hùng nói, Thương Kiến Hùng nhất định phải thêm vào trong điều kiện đàm phán, hơn nữa Thương Kiến Hùng còn cắn chết lấy điều kiện này, cái khác có thể bàn, nhưng điều này thì không cần phải đàm phán thêm. Yêu cầu này nói thật, ngay cả đám đồng mạch cũng cảm thấy quá đáng, nhưng Thương Kiến Hùng nhất định phải kiên trì như vậy, đồng mạch chỉ đành chấp hành. Tống Hoàng Mục chắc chân có một vị phi tử cực kỳ sủng ái, có thể nói là ngàn vạn sủng ái của Tống Hoàng dồn vào một thân, dáng dấp xinh đẹp thế nào chỉ cần nghĩ cũng biết, tất nhiên không cần nhiều lời điều kiện đàm phán thương kiến hùng kiên trì chính là phi tử này yêu cầu tống quốc tặng phi tử này thử hỏi tiền liên thắng sao có thể đồng ý điều kiện này thật sự nếu đồng ý sẽ khiến tống hoàng phải chịu sỉ nhục đến chừng nào nếu hắn ta không muốn sống nữa thì còn tạm được huống chi hắn ta cũng không làm chủ được điều này dĩ nhiên là từ chối có điều cũng nhượng bộ một chút có thể đưa một công chúa tống quốc sang làm nữ nhân của thương kiến hùng thương kiến hùng lập tức cự tuyệt nói đùa cái gì, lấy nữ nhi của mục trác chân há chẳng phải sẽ thấp hơn mục trác chân một vai vế sao. Đương nhiên, tiền liên thắng không phải không có chút năng lực đàm phán nào, biết Yến quốc phải liên kết với tống quốc chống hàn nên dùng cái này có kè mặc cả. Nhưng thương kiến hùng cứ nhất định phải có được phi tử kia, tống quốc thích có kè mặc cả, vậy cứ từ từ có kè mặc cả tốt. Không sợ hao tổn hai ba trăm vạn tinh nhuệ của Tống Quốc chết đói ở bờ sông Đông Vực thì các ngươi cứ tiêu hao từ từ đi, xem ai sốt ruột hơn quản phương nghi nhìn tin tức cầm trong tay liền nhìn thứ đồ trong tay nghiêu hữu đạo liếc mắt nhìn viên cương bên cạnh biết chắc tin này đến từ kênh của viên cương mặt bất mãn diếu cợt nói chúc mừng đạo gia trước nghiêu hữu đạo quay đầu nhìn có gì vui quản phương nghi diếu cợt chúc mừng đạo gia và vương gia sắp thành anh em đồng hao viên cương đứng bên ngạc nhiên cho là mình nghe lầm còn nối ước nghiêu hữu đạo dường như đang suy nghĩ chẳng lẽ đạo gia coi trọng nữ nhân nào hay sao không nghe nói vương phi còn có tỉ muội nào ồ Nghiêu hữu đạo cũng sửng sốt một chút, không biết sao lại nói vậy, ánh mắt rơi lên tờ giấy trên tay bà, đưa tay muốn lấy. Quản phương nghi thuận tay giấu tin tức sau lưng, khất cầm về phía tin tức trong tay hắn. Nghiêu hữu đạo lại nhìn tin tức trên tay, cũng không có gì quá bí mật nên trao đổi với bà ngay. Tin tức tới tay mới biết, là tin tức bên Thương Triều Tông đưa tới. Dĩ nhiên Tống Quốc biết Thương Triều Tông có tác dụng mang tính quyết định với chiến sự lần này, cũng biết sức ảnh hưởng của Nghiêu hữu đạo hắn đối với Thương Triều Tông, cùng lúc phái người đi đàm phán với triều đình Yến quốc cũng phái người tìm hai người bọn hắn đàm phán, đồng thời ra tay với hai bên. Hiện tại đang muốn tìm đến nghiêu hữu đạo hắn, chỉ e là không kịp, chỉ có thể liên lạc với thương triều tông, hy vọng bên này dơ cao đánh khẽ thả đại quân la chiếu trở về, điều kiện đưa ra là nguyện gả một công chúa tống quốc cho thương triều tông. Cũng không bạc đãi hắn, cũng đồng thời bằng lòng gả một vị công chúa cho nghiêu hữu đạo. Thương triều tông đưa tin cho bên này là nếu như nghiêu hữu đạo không có ý kiến y muốn trực tiếp từ chối. Trường 1069, cóc nhất định phải ăn thịt thiên Nga một Với thương triều tông mà nói, có thêm nhiều lễ vật mấy đi nữa cũng không thể dơ cao đánh khẽ với quân tống, nhất định phải đạt được mục đích chiến lược cuối cùng của bên này. Y sẽ không cho tống quốc cơ hội châm ngòi giữa y và triều đình. Tin này khiến nhiều hữu đạo đọc xong giờ khóc giờ cười, hắn nếu muốn lấy vợ thì có lấy công chúa hay không phải công chúa với hắn mà nói có ý nghĩa gì sao? lúc này cười khổ lắc đầu nói, trả lời vương gia, ta không có hứng thú. Viên cương ở bên đưa tay rút thư trên tay như hữu đạo đọc. Quản phương nghi bên cạnh đọc xong tin tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt không vui nói, đúng là buồn cười, nữ nhân chúng ta lại trở thành vật phẩm đàm phán giữa hai nước. Vị hoàng đế thương kiến hùng này có còn biết xấu hổ không? Công nhiên yêu cầu nữ nhân của người khác, còn dùng lời lẽ đẹp đẽ hòa thân, đây là việc vua một nước nên làm sao? Nữ nhân trêu ai gẹo ai, lại bị xem là vật phẩm tặng tới tặng lui, buồn cười, hoang đường, vô sĩ. Như hiếu đạo thở dài, giữa các nước, chuyện thân qua và thân lại còn ít sao. Thái hậu triệu quốc thương ấu lan sao lại gả đến triệu quốc. Bởi vì quân tống tiến đánh, hậu cung thương kiến hùng bị giết nhiều như vậy, có cơ hội, thương kiến hùng còn không phải đang rửa nhục, gả lại cái mối nhục này đi sao. Quản phương nghi châm chọc nói, chiếm được nữ nhân của mục trác chân là thể rửa nhục rồi. Như hữu đạo, cẩm y ngọc thực, ngàn vạn sủng ái dồn một thân, hưởng dụng tài lực của cả một nước, quốc nạn đến đầu, trách nhiệm e khó thoát, người muốn mang vương miện tất nhiên phải chịu gánh nặng rồi. Quản phương nghi, đàn ông các ngươi không một ai tốt. Ây, sao lại vơ đúa cả nắm vậy, chuyện này liên quan gì tới ta? Ta trong sạch mà, vậy người còn nói đạo lý gì như lẽ đương nhiên đấy? Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, trong lòng người đang nghĩ như vậy, nếu người là hoàng đế cũng sẽ làm như vậy không phải. Vô sỉ. Viên cương không chịu được phương thức giao lưu khi thì oan ra, khi thì liếc mắt đưa tình của hai người, quay người rời đi. Trở lại trong rừng sâu, nhìn thấy người đứng dưới cây thì lại dừng bước, trong đầu xuất hiện hình ảnh ở bạch vân gian, chạy trốn trong sa mạc. Nàng ta không chút sức lực dựa vào ngực mình bắt hắn ta đừng quên tên của nàng ta là Bạch Tô, thời khắc khép quan tài lại đó. Tô Chiếu đứng dưới tảng cây, đứng tựa vào cây đại thụ. Không có thứ gì chống đỡ e là nàng ta không thể đứng vững, tu sĩ đã hạ cấm chế trên người nàng ta làm chân tay nàng ta mềm nhũn khó chạy thoát, hơn nữa còn có tu sĩ theo dõi sát. Trên mặt nàng ta thỉnh thoảng lại toát ra tia sầu lo, đôi mắt sáng nhìn về phía sông Đông Vực. Hướng di chuyển của bên này nàng có thể phân biệt được, đang di chuyển đến Yến Quốc, hẳn là cách sông Đông Vực không xa. Rốt cuộc cô tên gì? Tiếng hỏi quen thuộc khiến nàng ta lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn viên cương đứng trước mặt, nàng ta vẫn bình tĩnh cắn chết cái tên đó. Tô Chiếu, nàng ta không biết dung mạo của nàng ta nói mình tên Tô Chiếu có ý nghĩa như thế nào với viên cương. Viên cương đột nhiên ra tay, bóp lấy cổ nàng ta, giọng trầm thấp mang theo phẫn nộ, nói. Người tên thật là gì? Cổ bị bóp, sức của hắn ta lại lớn như vậy thì sao nói ra được? Tô Chiếu đánh vào cánh tay hắn ta nhưng không dễ dụa ra được, bị bóp cho mặt đỏ bừng, sắp tắt thở. Nhưng cuối cùng viên cương vẫn không để cho nàng ta tắt thở, buông tay thả nàng ta ra. Tô Chiếu dựa vào cây đại thụ sau lưng, không chút sức lực trượt xuống ngồi dưới gốc cây, sờ cần cổ trắng nõn thở hồn hển đợi thở hồn hển xong lại nhớn mắt nhìn nam nhân cao lớn trước mặt, ta nói ta tên Tô Chiếu, ngươi có hỏi thế nào ta cũng tên là Tô Chiếu. Viên cương cúi người, chậm rãi ngồi xổm trước mặt nàng ta, đường đường chính chính nói, chỉ cần ngươi nói ra lai lịch thân phận thật, chỉ cần xác định ngươi vô hại với chúng ta ta sẽ thả ngươi đi, ta nói được làm được. Trong mắt Tô Chiếu lộ ra tiêm mỉa mai, nàng ta không thể nói ra thân phận thật, cận kề cái chết cũng sẽ không nói ra, nàng ta sẽ không để mình trở thành ngược điểm để người khác áp chế trong tay. Nàng ta gần từng chữ ta chỉ nhớ mình tên Tô Chiếu, sau khi bị ngươi đánh, đầu óc đã hổ đồ, không nhớ nỗi lai lịch và thân phận của mình. Trong mắt viên cương có lửa giận, phát hiện nữ nhân này thật sự là không biết trời cao đất rộng, thật sự cho rằng cắn chết không hé miệng đạo gia sẽ không cách nào cãi ngươi mở miệng sao. Trong lời của đạo gia thậm chí đã lộ ra ý định thật sự nếu cứng học quá, có thể mượn khổ thần đan của hiểu nguyệt các dùng thử, nhưng hắn ta đã cản lại hắn ta biết đạo gia và hiểu nguyệt các có quan hệ hợp tác, mượn dùng khổ thần đan căn bản không thành vấn đề. Hắn ta đã từng nếm thử tư vị khổ thần đan, biết sự kinh khủng của độc dược kia, khổ thần đan là gì. Tức là nỗi khổ ngay cả thần tiên cũng không chịu nổi. Càng đáng sợ chính là, giải dược cũng không chỉ được tận gốc, một khi đã hưởng qua tư vị đau khổ này, sự đau khổ đáng sợ đó sẽ đi theo cả đời như bóng với hình. Mặc dù hắn ta vượt qua được kiếp này, nhưng hắn ta không thể nào giúp nữ nhân này vượt qua một kiếp này. Hắn ta cũng không cách nào nói với nữ nhân này sẽ dùng khổ thần đan đối phó với nàng ta, không thể nói, nói ra sẽ lộ quan hệ của đạo gia và Hiểu Nguyệt Các. Nỗi khổ tâm của hắn ta, nữ nhân này không hiểu khiến hắn ta rất phẫn nộ, ngươi có biết, không thể xác định ngươi có vô hại với chúng ta không, ta sẽ không thể nào tha cho ngươi. Ngươi càng không nói càng chứng có ngươi có thể có hại, ngươi càng không thoát thân được, biết hay không? Tô Chiếu ha ha nói, rơi vào tay các ngươi rồi ta không hề trông mong các ngươi có thể buông tha ta viên cương phẫn nộ nói ta khách khí với ngươi là vì không muốn lạm sát kẻ vô tội đừng ép ta tô chiếu trầm chọc nói loại người như các ngươi mà cũng quan tâm có lạm sát kẻ vô tội hay không sao nghe ngươi nói vậy có phải ta còn phải cảm ơn ngươi vì ngươi đã bắt ta không ha ha không làm khó ngươi đâu muốn chém giết muốn róc thịt gì đó thì cứ tự nhiên viên cương đột nhiên đứng lên khoát tay cầm chuôi tam hống đao sau lưng một đạo hàn quang như tấm lụa đao chém xuống tô chiếu nhắm hai mắt lại nghền cổ đợi giết cảm nhận được đao phong đánh tới lại mãi chưa có kết quả tôi chiếu chậm rãi mở hai mắt ra chỉ thấy thanh đại đao treo trước cổ mình lại từ từ buông xuống nàng ta chớp chớp đôi mắt sáng cảm nhận thấy sự do dự của viên cương trải qua mấy ngày nay rằng co trong lòng nàng ta cũng dần dần tò mò giết mình thần không biết quỷ không hay sao lại khó ra tay đến mức đó nàng ta cũng cảm nhận được những người khác đối với mình cũng không hề có thiện ý đoán chừng có giết mình cũng chẳng để tâm chỉ có người trước mặt là để nàng ta sống đến hôm nay. Ánh mắt lóe lên, nàng ta đột nhiên hỏi, có phải có nữ nhân tên Tô Chiếu trông rất giống ta? Là nữ nhân của ngươi, có phải nàng đã chết rồi không? Nàng ta không ngốc, từ vài dấu hiệu rất rõ ràng, nàng ta đã nhìn ra chút mánh khóe, đã có chút phán đoán. Viên cương không nói gì, cầm đao lên dứt khoát quay người rời đi. Hình như bị mình đoán trúng rồi, Tô Chiếu tò mò nhìn bóng lưng viên cương rời đi. Tân Châu, trong một đình viện lịch sử tao nhã, Xung quanh yên tĩnh không thấy người, Huệ Thanh Bình mặc bộ đồ trắng chậm rãi bước đi. Đi đến trước cửa phòng, Huệ Thanh Bình dừng bước ở bậc thang rất lâu nhưng cuối cùng vẫn cất bước tiến vào. Gian ngoài không người, trong căn phòng rèm châu rủ xuống có một người đang chờ bà ta, một người đàn ông mặt râu quai nón, mặc nội sam mỏng, một chân trần gác trên giường, nửa tựa vào đầu giường, một tay cầm vỏ rượu ngon, miệng đang chậm rãi nhấp rượu trong vỏ. Không phải ai khác, chính là Ngô Công Lĩnh chương 1070, cóc nhất định phải ăn thịt thiên Nga hai Đây không phải nơi nói chuyện, ta chờ người bên ngoài. Cách tấm rèm châu, Huệ Thanh Bình xoay người vứt lại một câu. Ngô Công Lĩnh cười ha ha nói, Bình Bình, trong mắt ta, đây là nơi nói chuyện tốt nhất, người đừng giả vờ làm giá đáng tởm với ta, nếu thế thì đừng bàn gì nữa, người cứ việc đi, ta không miễn cưỡng. Huệ Thanh Bình dừng bước, hai nắm tay trong tay áo rỗ xuống siết chặt, cuối cùng vẫn không đi, quay trở lại, đẩy rèm châu tiến vào bên trong. Thấy trên mặt ngô công lĩnh một lần nữa tràn đầy đắc ý, lại còn có kiểu thô lỗ tục tần không chịu được, trong lòng Huệ Thanh Bình đầy lửa giận. Cũng không có gì khác để bàn bạc, bên Hàn Quốc muốn bên này phối hợp với thế công của Hàn Quốc, ngô công lĩnh không từ chối nhưng có điều kiện, vẫn nhớ mãi không quên chuyện đó, muốn Huệ Thanh Bình lấy ông ta mới được. Ông ta sợ qua sông đoạn cầu nên muốn lấy được một tấm bảo hộ cấp bậc như Huệ Thanh Bình. Đây đơn thuần chỉ là một cái cớ, Màn bảo hộ thực sự của ông ta chính là thực lực ông ta đang nắm giữ trong tay, nhưng ông ta để mắt đến Huệ Thanh Bình, cóc ghẻ cứ nhất định phải ăn thịt thiên Nga. Thực ra bị kim tước ép bức, ông ta đã không còn đường để đi, kết quả cuối cùng tất nhiên là thuận theo, nhưng ông ta muốn dở trò, nhất định phải đạt được ước nguyện. Dù thuận theo nhưng cũng rất dễ dở trò, một khi chiến sự phát sinh, ông ta hoàn toàn có thể phát tiết bất mãn, nếu ông ta không cố gắng hết sức, trên chiến trường chắc chắn Hàn Quốc phải trả cái giá khá nhiều kim tước biết ông ta đang cố tình gây sự cũng biết ông ta không dám không nghe theo nhưng cho dù là kim tước hay triều đình hàn quốc đều không bày tỏ ý kiến gì để cho thiên nữ giáo tự xử lý với kim tước và triều đình hàn quốc mà nói hy sinh một trưởng lão thiên nữ giáo để giải quyết vấn đề chẳng đáng là gì nhất là với kim tước mà nói giá trị của huệ thanh bình chưa chắc đã bằng một tên lính quèn dưới tay ông ta hy sinh một huệ thanh bình để tướng sĩ hàn quốc bớt chết đi vài người hoàn toàn đáng giá Cảm nhận cá nhân Huệ Thanh Bình như thế nào không quan trọng. Thái độ của Kim Tước đối với những tu sĩ trong giới tu hành này thật chất không có cảm tình gì, thậm chí còn thờ ơ lạnh nhạt đứng bên xem trò vui. Chuyện trong lòng Kim Tước nắm chắc, ba phái lớn của Hàn Quốc chưa hẳn đã như vậy. Huệ Thanh Bình có muốn tới không? Dĩ nhiên không muốn tới, nhưng Thiên Nữ giáo có suy tính lợi ích của riêng mình, không chỉ vì chuyện đánh Tống Quốc, cũng có thể dựa vào việc lung lạc Ngô Công Lĩnh, sau khi Ngô Công Lĩnh chiếm được địa bàn nào thì dĩ nhiên cũng là của Thiên Nữ giáo hy sinh một huệ thanh bình có thể đổi được lợi ích lớn như vậy thiên nữ giáo không có lý do không đồng ý huệ thanh bình không thể nào chống lại được lợi ích của cả môn phái nhất là giờ bà ta đã mấy đi thân phận trưởng lão thiên nữ giáo đương nhiên thiên nữ giáo cũng cần thể diện cũng muốn giữ đường lui cho huệ thanh bình nhưng muốn xem thử huệ thanh bình có thuyết phục được ngô công lĩnh không người thiên nữ giáo tới ngô công lĩnh không gặp ai tuyên bố chỉ muốn bàn với một mình huệ thanh bình chính là ở nơi này cuồng vọng như vậy Huệ Thanh Bình sau khi bình tĩnh lại, chậm rãi nói, sau khi đánh được Tống Quốc, cho người địa bàn Hai Châu. Ngô Công Lĩnh hừ hừ cười lạnh, thương Châu khởi binh, ta đã bị các người đùa một lần, không muốn thấy cùng Nam Châu khởi binh, mà lại tới Nam Châu bình định, hại lão tử thê thảm. Không ăn được đồ vào miệng, giờ các người có nói đông nói tây gì ta cũng không tin nữa đâu. Huệ Thanh Bình, môn Quy thiên nữ giáo người biết mà, đệ tử trong môn không thể lấy chồng. Ngô Công Lĩnh vung tay lên, bớt làm bộ đi, vì sao người tới, Người biết ta biết, trong lòng thiên nữ giáo càng biết, đều vì lợi ích cả. Bất giả vờ ngây thơ trước mặt lão tử đi, đám nữ nhân thiên nữ giáo các người sau lưng làm bao nhiêu chuyện xấu người rõ hơn ta rất nhiều, làm kỹ nữ còn lập đền thờ, lừa gạt ai đây? Đừng lôi thôi nữa, giờ ta chỉ cần ngươi, còn chuyện sau này ta sẽ tự tranh lấy, những cái khác không cần dài dòng nữa, có nói xé trời cũng vô ích, ta nhất định phải có được ngươi. Huệ Thanh Bình mặt không thay đổi nhìn chằm chằm ông ta hồi lâu, đột nhiên quả quyết nói, được, Ta đồng ý gả cho ngươi, nếu ngươi dám đổi ý, cẩn thận mạng chó của ngươi." Ngô Công lính tiện tay đặt vò rượu xuống, đứng dậy, chân trần đi tới trước mặt bà ta, cười tủm tỉm nói, "Sao dám đổi ý, tha ta không muốn sống nữa thì còn tạm được." Gương mặt tươi cười trước mặt khiến Huệ Thanh Bình cố nén buồn nôn, chuyện hôn sự phải giữ bí mật, giản lược hết thảy, có lẽ họ đã nói với ngươi rồi. "Hiểu rồi, hiểu rồi, để Mông Sơn Minh biết sẽ không hay." Ngô Công Lĩnh liên tục gật đầu, thấy ông ta đồng ý Huệ Thanh Bình xoay người rời đi. Ai ngờ Ngô Công Lĩnh ở phía sau đột nhiên giang hai cánh tay ôm lấy bà ta, đôi tay còn sờ vào chỗ không nên sờ. Huệ Thanh Bình chấn động, lập tức thi pháp đẩy ông ta ra, quay người tát một cái. Chát, một cái tát vang dội, Ngô Công Lĩnh gọn gàng nằm trên mặt đất, miệng mũi chảy máu. Muốn chết à, Huệ Thanh Bình giận dữ mắng mỏ, Ngô Công Lĩnh khó khăn bò dậu, lắc mạnh đầu, thất tha thất thiểu chỉ vào Huệ Thanh Bình quay người rời đi. Hôm nay lão tử đơn độc hẹn gặp nàng là muốn nếm thử mùi vị trưởng lão thiên nữ giáo như thế nào, nàng có gan thì thử đi đi, ra khỏi cánh cửa này, lão tử sẽ cho thiên nữ giáo nàng biết cái tát này có hậu quả gì. Huệ Thanh Bình dừng bước, hai quyền nắm chắc dưới tay áo run lẩy bẩy. Thấy bà ta không đi, ngô công lĩnh lại xông tới, vung cánh tay ôm chặt, cố gắng siết chặt để bớt choáng váng, trong tai vẫn còn tiếng ong ong. Huệ Thanh Bình cố nén kích động muốn giết người, nghiến răng nghiến lợi nói ta đã đồng ý gả cho ngươi bớt làm bộ đi tưởng ta dễ gạt à chưa ăn được vào miệng gả trên danh nghĩa cho lão tử thì được ích gì không phải hôn sự giản lược sao có thể làm luôn hôm nay không ai cũng đem thành ý ra là được ngô công lĩnh nói rồi cúi người bế huệ thanh bình bước nhanh đến cạnh giường định đặt người lên giường đúng là điên cuồng không sợ chết nữa sau khi trời tối ngô công lĩnh quần áo không chỉnh tề mới vui vẻ hớn hở bước ra khỏi phòng lão đại nửa mặt bị đánh sưng vù để lại căn phòng im ắng sau lưng Kinh đô nước tống, trong thâm cung, một nữ tử mặc cung trang ngồi lặng trước gương sáng trên bàn trang điểm, tựa như một đóa sen trắng thanh nhã. Đám cung nữ tùy tùng trải tóc cho nàng, nàng lắc đầu. Vẽ mày cho nàng, nàng lắc đầu. Đeo trang sức cho nàng, nàng cũng lắc đầu. Nàng chẳng cần gì cả, tóc dài xóa xuống vai, mặt mộc không trang điểm, lẳng lặng ngắm mình trong gương. Dù để mặt mộc không điểm trang nhưng vẫn khó nén phong thái tài hoa độc nhất vô nhị, vẫn xinh đẹp động lòng người, chỉ duy ánh mắt ảm đạm là khiến người ta thương tiếc. Nàng tên là A Tước, là phi tử mà hoàng đế nước tống mục trác chân sủng ái nhất. Theo như lời đồn khắp cung thì người nhận được ngàn vạn sủng ái chính là nàng. Nàng không cần gì cả, khiến đám thị nữ thấp thỏm lo âu. Bọn họ lén nhìn nam tử phía sau bức rèm, sau rèm, mục trác chân lộ diện vẫy tay, đám thị nữ hiên lặng lui xuống. A Tước cũng đứng dậy, chậm chậm rời đi, khi đi ngang qua mục trác chân, nàng giống như không nhìn thấy hắn ta. Mục trác chân đột nhiên giữ chặt cánh tay nàng, đau khổ mà nói, tước nhi, người khổ sở nhất chính là chấm. Sự sống chết của hơn 2 triệu tướng sĩ, nếu như chấm không đồng ý, cả trong lẫn ngoài cung thành sẽ nói nàng hại nước hại dân, họ sẽ ép nàng phải chết, chấm không còn lựa chọn nào khác. Đối mặt với yêu cầu sắc sửa của thương kiến hùng, sau khi xác nhận mông sơn minh bên kia sẽ nghe theo, cuối cùng nước tống đành thỏa hiệp. Mục trác chân bằng lòng giao ra nữ nhân mình sủng ái nhất, còn nước yến thì nhượng bộ với điều kiện khác, 100 triệu kim tệ hóa thành 30 triệu, 100 ngàn xe lương thực biến thành 30 ngàn xe. chương 1071, phản bội nhiều lần. A à, Tước dịu dàng nói, Tước Nhi hiểu, bệ hạ còn lựa chọn nào khác. Mục chắc chân, nàng hận chấm sao. A à, Tước không nói hận hay không, 70 triệu kim tệ, 70 ngàn xe lương thực, sự sống chết của 2 triệu tướng sĩ, Tước Nhi không ngờ giá trị của mình lớn như vậy. Vừa nói, nàng vừa gạt tay mục chắc chân ra, mục chắc chân lại ôm nàng vào lòng quyết liệt muốn hôn. A à, tước đẩy hắn ta ra, lẳng lặng nói rằng có người bảo tước nhi hại nước hại dân, 70 triệu kim tệ, 70 ngàn xe lương thực, sự sống chết của hai triệu tướng sĩ. Từ hôm nay trở đi, tước nhi không còn nợ đại tống thứ gì nữa. Mục trác chân ngây ngác đứng đó, bị nàng từ chối cái ôm, kinh ngạc nhìn nàng lẳng lặng rời. Tước nhi, chấm thề với trời, rốt cuộc sẽ có một ngày chấm đón nàng trở về. Mục trác chân chợt lớn tiếng rít gào, A à, tước không quay đầu lại mà đi ra cửa. Tổng quản đại nội mạc cao kho mình hành lễ, phần eo cúi thấp đến tận cùng, trong mắt ngấn lệ. A tước để mặt mộc, không mang theo món trang sức nào của nước tống, ngay cả những gì thị nữ chuẩn bị cho nàng, nàng cũng không cần. Ngoại trừ siêm y trên người, nàng chỉ nhận từ tổng quản đại nội mạc cao một chiếc mũ xa đội đầu che khuất dung nhan, sau đó theo tu sĩ cưới phi cầm bay lên cao rời đi, đi một cách sạch sẽ giống như nàng nói, không bao giờ thiếu nợ nước tống thứ gì nữa. Lúc đi nàng cũng không có động tĩnh gì, cứ như vậy lặng lẽ cất bước. Vốn dĩ đây không phải chuyện vẻ vang gì, cũng không định để nhiều người biết. Nước Yến đồng ý giữ bí mật, nhưng hứa hẹn mà thực hiện mới lạ, thương kiến hùng không làm cho cả thiên hạ biết mới lạ. Mặc dù biết rõ không gạt được người trong thiên hạ nhưng vẫn lặng lẽ đưa tiến, không thể nào gióng chống khua chiêng. Dưới mái hiên, mục trác chân dõi theo chấm đen dần biến mất nơi trời xa, tim hắn ta đau như dao cắt, đành nhắm mắt thì thảo tước nhi bay đi rồi. Đại tướng quân, quân lệnh từ mông xoái đã đến. Một bức thư được đưa vào trong lều, thứ sử phục châu sử tân mậu xem xong lập tức hạ lệnh ngay tại chỗ tập hợp đại quân lập tức rút lui tuân lệnh chưa tướng lĩnh mệnh mà đi trưởng lão linh kiếm sơn tổ an nước thấy vậy mới hỏi chiến sự bên sông đông vực đã kết thúc rồi ư sử tân mậu nói ngay từ đầu vốn không đánh nhau triều đình và nước tống bàn bạc đã có kết quả nước tống chịu trả giá lớn thậm chí hoàng đế bên ấy còn đưa phi tử mình yêu nhất ra làm lễ vật còn triều đình thì đưa thái tử qua đấy làm con tin đôi bên liên minh chống lại nước hàn mông soái tuân theo ý chỉ của triều đình chuẩn bị thả quân la chiếu về dựa theo ước định đội chúng ta phải rút lui trước có lẽ đội lương thảo của nước tống sẽ tới tiếp ứng chi viện cho quân la chiếu tổ an nước hồ lên một tiếng sao có thể như vậy không phải muốn đánh cho quân la chiếu tàn phế ư một khi thực lực nước tống ổn định nước hàn chỉ có thể chọn quả hồng mềm để bóp không động vào nước tống được thì rất có khả năng động đến nước yến đấy mông sơn minh làm trò quỷ gì vậy phải trả giá rất lớn mới đánh cho thành cục diện ngày hôm nay, chiến lược do hắn ta nghĩ ra sẽ thay đổi thế nào. Sử Tân Mậu đưa quân lệnh cho ông ta xem rồi nói, chẳng phải mông soái còn giữ lại chúng ta sao? Mông soái nói, xem thử Ngô Công Lĩnh bên kia có động thủ hay không. Nếu Ngô Công Lĩnh truy sát đến tận địa phận nước Tống, chúng ta sẽ rút lui theo kế hoạch đã định, quân La Chiếu vừa mệt mỏi vừa thiếu lương thảo nên sẽ chạy không nhanh, còn nếu Ngô Công Lĩnh không đuổi giết, bên ta sẽ mượn cơ hội khiêu khích, cấp tốc đánh ngược phải làm tổn thất hàng triệu quân la chiếu mới được dừng tay. Ồ, thì ra là thế. tổ an đức xem chỉ thị trên quân lệnh xong bèn liên tục gật đầu. sau đó trần trừ nói đã đưa thái tử qua làm con tin để làm cơ sở đôi bên kết đồng minh. nếu chúng ta động thủ chỉ e thái tử bị nguy hiểm đến tính mạng. sử tân mậu cười lạnh nói tổ trưởng lão đối với chúng ta mà nói có quan trọng không? tổ an đức hơi cao mày không nói gì nước vệ chi viện lương thực thế nào. mông sơn minh ngồi trên xe lăn bên bờ sông cất tiếng hỏi. Cung lâm sách nói, còn đang trên đường biển, đoán chừng vài ngày nữa là vào địa phận nước Yến hoặc đổ bộ lên Nam Châu. Mông Sơn Minh, giữ lại một phần ba đưa cho Nam Châu. Cung lâm sách không có ý kiến gì, đây là điều kiện đã sớm bàn xong, lần này nước tống bồi thường, triều đình sang tay toàn bộ cho nước vệ và nước tề trả nợ. Nước tống bằng lòng giao ra 50 triệu kim tệ, 50 ngàn xe lương thực, bệ hạ thà rằng ít đi để đoạt lấy nữ nhân kia, các ngươi không thấy hoang đường sao. Mông Sơn Minh lạnh lùng hỏi. Cung Lâm Sách cười khổ lắc đầu, không nói gì. Mông Sơn Minh không nhìn Cung Lâm Sách nữa mà trông ra dòng sông cuồn cuộn, tâm sự nặng nề. Qua việc này ông đã nhìn ra, thế lực của Thương Kiến Hùng tại nước Yến và trong lòng ba phái lớn vẫn có trọng lượng nhất định, không phải ai cũng có thể dễ dàng thay thế. Đứng trên lập trường của ba phái lớn là hiểu. Với tình hình nước Yến trước mắt, ba phái ấy không hy vọng nội bộ lại xảy ra nhiễu loạn, Thương Kiến Hùng sống chết muốn giữ vững cục diện, ba phái lớn đành phải thỏa hiệp đại soái đã chuẩn bị xong cả rồi trương hổ đi vào bẩm báo một tiếng gương mặt mông sơn minh không biểu lộ cảm xúc vượt sông theo lệnh ông đại quân chính thức vượt sông quay về địa phận nước yến quân la chiếu cũng vậy đôi bên thành ra người cứ chạy lên trên ta cứ bơi về dưới không ai quấy dậy ai huệ thanh bình ngồi ngay ngắn trong đình ngô công lĩnh lại không thể nào đàng hoàng cứ lắc lư qua lại rồi nhịn không được đưa tay sờ cầm huệ thanh bình bốp huệ thanh bình hất tay ông ta ra Tuy hai người đã là phu thê, nhưng giữa ban ngày ban mặt, Ngô Công Lĩnh không biết xấu hổ, Huệ Thanh Bình còn gì mặt mũi. Bà ta ra tay không nhẹ, làm Ngô Công Lĩnh đau đến mức nhe răng há miệng. Đại trưởng môn của đồng hương các đơn đông tinh đi vào đình viện thấy vậy thì chợt dở khóc dở cười. Trước đó y tưởng Ngô Công Lĩnh nói đùa, ai ngờ tên ngốc này thật sự làm được, quả thực tự giao mình tới tay Huệ Thanh Bình. Đơn đông tinh cũng là một trong những người chứng kiến hôn lễ, vì giữ bí mật nên tổ chức rất đơn giản, chỉ vài bàn tiệc rượu đã bái thiên địa rồi. Dường như hôn lễ cũng không quan trọng, y nghe đám đệ tử phía dưới phụ trách bảo vệ Ngô Công Lĩnh nói rằng, trước buổi hôn lễ ông ta đã động phòng rồi, sau đó mang theo thương tích ra khỏi phòng tân hôn, tìm người của đồng tiên các chứa trị. Hình như gần đây ngày nào cũng động phòng, đơn Đông Tinh thật sự bội phục Ngô Công Lĩnh, bội phục cả Huệ Thanh Bình. Sao bà ta có thể chịu đựng được người như Ngô Công Lĩnh? Đại tướng quân, phu nhân, đơn Đông Tinh bước ra chào một tiếng, trước danh hiệu phu nhân, này, Huệ Thanh Bình bỗng không biết ứng đối ra sao, lạnh cả mặt. Ngô Công Lĩnh nhận thấy ánh mắt của Đơn Đông Tinh nên xoay người kéo y đi ra. Sau khi đến một nơi hẻo lánh, Đơn Đông Tinh mới buông lời chiêu chọc, gần đây tinh thần của đại tướng quân đúng là chẳng ra làm sao, cần phải tiết chế đấy. Ngô Công Lĩnh vui vẻ cười ha ha rồi hỏi nhỏ, có chuyện gì? Đơn Đông Tinh cũng nói rất nhỏ, Mông Sơn Minh gửi thư, bảo chúng ta vượt sông ngay lập tức bằng không đội quân của sử tân mậu sẽ đổi sang tuyến đường đi về phía chúng ta hắn nói được thì sẽ làm được mẹ nó ngô công lính cất tiếng hừ một đám làm như lão tử dễ ức hiếp chờ đó cho ta tuy nói vậy nhưng ông ta vẫn hơi kiêng dè mông sơn minh nhất là chuyện mông sơn minh đại khai sát giới ở nước tống khiến ông ta dùng mình bây giờ đối phương bằng lòng cho ông ta một con đường sống bảo ông ta lập tức cút về nước yến ông ta không có lý do gì mà không đồng ý chương 1072, ai đánh thì người đó tới chị một. Kẻ này vì tự bảo vệ mình, có thể nói là không từ thủ đoạn. Kim Tước ở bên kia vừa liên lạc với ông ta, ông ta đã liên lạc với Mông Sơn Minh, bán đứng Kim Tước. Ngô Công Lĩnh vừa có kè mặc cả cùng Kim Tước, vừa bớt một thêm hai với Mông Sơn Minh. Kim Tước đánh giá thấp trình độ vô sỉ của Ngô Công Lĩnh, thực ra Kim Tước đã đánh giá thấp mức độ ông ta e ngại Mông Sơn Minh. Bởi vì ông ta ở dưới trướng Mông Sơn Minh không ít năm, biết rõ đối phương là hạng người gì. Nếu như loại giặc phản quốc như ông ta không có giá trị thì nhất định sẽ bị Mông Sơn Minh xử lý. Tuy hành sự bị ổi, nhưng đứng giữa hai nước giao chiến, Ngô Công Lĩnh đã thành công trong việc bảo vệ mình, bằng không, sau khi Mông Sơn Minh tiêu diệt đê sông phòng ngự của nước Tống thì nhất định sẽ dẫn quân tới giải quyết ông ta. Kết quả, ông ta thành công khiến Mông Sơn Minh tạm thời quên đi sự tồn tại của mình, còn Mông Sơn Minh thì dẫn toàn quân đánh vào nước Tống hỏng gây sức ép. Thật ra ông ta đâu chỉ bán đứng kim tước, ngay sau đó thậm chí còn bán đứng mông sơn minh, âm thầm có kè mặc cả với triều đình nước tống. Ông ta muốn chuẩn bị vài cách vững vàng, nên đồng ý bên nào, nên nghe theo ai, ông ta phải xem tình hình chiến trận rồi mới ra quyết định cuối cùng. Cho dù hèn hạ như vậy, nhưng trong mắt đơn đông tinh, loại tài năng ở trung gian vòng qua vòng lại rồi bình an vô sự đến tận bây giờ, biến mình thành điểm mấu chốt cho trận giao chiến giữa các phương, quả là có năng lực không nhỏ. Vượt sông ư, chưa đánh mà đã vượt rồi kim tước ngạc nhiên vội vã cầm tin tức lên xem tướng lĩnh đưa tin nói đúng vậy toàn bộ quân la chiếu đã vượt sông để trở về địa phận nước tống mông sơn minh cũng không ngăn cản đúng lúc này bên ngoài lại truyền tới tiếng thông báo một người đi vào bẩm rằng ngô công lĩnh biết được quân la chiếu đã vượt sông nên đang tập hợp đại quân chuẩn bị vượt sông đuổi giết quân la chiếu cái gì kim tước ném thư trong tay nhận lấy tin tức mới đến xem xong thì cao mày tên này điên rồi ư sao dám coi thường hai triệu quân la chiếu yếu ớt đó quân của sử tân mậu còn chưa rút về đụng vào cho chết sao không đúng thấy hắn ta bỗng đổi sắc mặt một viên tướng hỏi ngài sao vậy tin tình báo trong tay kim Thước run rẩy hắn ta trầm giọng nói mông sơn minh không nên buông tha quân la chiếu mới đúng quân yến còn chưa rút lui xong ngô công lĩnh đã mạo muội xuất kích sao ta cứ có cảm giác ngô công lĩnh muốn giúp mông sơn minh làm việc ấy nhỉ một viên tướng nói ý của đại tư mã là ngô công lĩnh lại quy thuận nước yên ư. Chuyện này không có khả năng cho lắm, ngô công lĩnh ở cướp bóc đốt xiết bên đó, quả thực ảnh hưởng hết sức ác liệt. Át hẳn hắn phải biết một khi để nước yến dây dưa tới đây, hắn mà còn ở lại đó, nước yến sớm muộn cũng tìm hắn tính sổ. Kim tước trước mắt mông sơn minh có thể uy hiếp được hắn, chuyện này không ngăn cản hắn làm việc cho mông sơn minh. Một viên tướng khác hoài nghi, chính đại tư mã cũng đã nói, bên ta có thể kiềm chế mông sơn minh, chỉ có chúng ta mới cứu được hắn hơn nữa bây giờ bên cạnh hắn toàn là người của ba phái lớn thuộc nước hàn chúng ta hắn không dám chống lại ý của đại tư mã đâu trừ phi là chán sống rồi nhắc tới cũng phải kim tước cảm thấy mâu thuẫn cử động đột ngột của ngô công lĩnh khiến hắn ta cảm thấy kỳ quái sau một hồi suy nghĩ hắn ta quả quyết nói lập tức truyền tin cho ba phái lớn để họ biết rõ là chuyện gì xảy ra nếu ai dám làm hỏng chuyện lớn của ta thì chém chết ngay tức khắc chờ tin tức bên này truyền tới đúng nơi quân của Ngô Công Lĩnh đã vượt sông tới bờ bên kia lãnh thổ nước Tống. Đương nhiên, áp lực cũng theo đó mà đến, phản quân Thương Châu tiếp tục hành quân gấp rút lên đường, chỉ riêng Ngô Công Lĩnh bị cản lại và đưa sang một bên. Trưởng lão của Bách Xuyên Cốc Tào Dũng, trưởng lão của Vô Thượng Cung Hướng Thiên Quang, trưởng lão của Thiên Nữ Giáo Tể Bích Tang, ba người họ dẫn đầu một đám tu sĩ vây trước mặt Ngô Công Lĩnh. Huệ Thanh Bình Thân là trưởng lão đời trước của Thiên Nữ Giáo cũng có mặt. Ngô Công Lĩnh ngồi trên lưng ngựa và nhìn đám người, ánh mắt liếc về phía Huệ Thanh Bình, nói lời trêu chọc, phu nhân, nàng muốn mưu sát chồng sao. Dứt lời, vẻ mặt mọi người ở đây trở nên cổ quái. Đừng nói Huệ Thanh Bình, ngay cả bọn họ cũng không thích ứng được chuyện thân phận bà ta đã thay đổi, luôn cảm thấy có chút hoang đường. Đương nhiên, Huệ Thanh Bình hy sinh như thế để sau khi đánh bại nước Tống, Bách Xuyên Cốc và Vô Thượng Cung đều nhường lại lợi ích cho thiên nữ giáo. Không còn cách nào khác, Ngô Công Lĩnh cứ cắn Huệ Thanh Bình không buông, nhưng đối với thiên nữ giáo mà nói, không thể nào một mình mình hy sinh để hai nhà còn lại kiếm lời huệ thanh bình sa sầm nét mặt cầm cái miệng thối của ông lại phu nhân là người ra mặt mỏng không còn cách nào khác sau này sẽ quen thôi ngô công lính cười ha ha lại còn dí dỏm trước mắt với huệ thanh bình lời ông ta nói như có ngụ ý huệ thanh bình hiểu ông ta có ý gì chẳng biết những người khác có hiểu hay không bà ta hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào có một số việc thật sự nói không nên lời dù sao gần đây ngô công lĩnh cũng chẳng để bà ta được thanh thản ngày nào nổi hứng là tìm tới chỗ bà ta huệ thanh bình không chịu ông ta lập tức ồn ào la lớn đòi tìm ba phái lớn để nói lý hỏi xem có phải qua cầu rút ván hay không huệ thanh bình từng gặp kẻ không biết xấu hổ nhưng chưa thấy ai như ông ta đụng phải tên vô liêm xỉ thế này bà ta quả thật không phải đối thủ nhiều lần bị thu phục da mặt ngô công lĩnh rất dày không sao cả ông ta nhảy khỏi ngựa đung đưa ngọn roi trên tay và hỏi, chư vị có chuyện gì? Ngươi nói xem là chuyện gì? Tào Dũng lạnh lùng khởi binh hỏi tội ngay tại chỗ, chuyển lời chất vấn của Kim Tước, muốn Ngô Công Lĩnh trả lời cho thỏa đáng. Nghe ra ý đồ của những người này, Ngô Công Lĩnh chỉ vào mũi mình, có ý gì hả? Chính Kim Tước bảo ta chờ quân La Chiếu vượt sông rồi lập tức đuổi giết, chuyện này các ngươi cũng biết, nếu không các ngươi chạy theo ta qua sông làm gì? Các ngươi sớm không hé răng, bây giờ hỏi ta, ta biết hỏi ai? hướng thiên quang, nhưng hôm nay toàn bộ quân la chiếu vượt sông, quân yến vẫn chưa rút lui hết, người đã mạo muội xuất kích. Lời còn chưa dứt, ngô công lĩnh lập tức chừng mắt ngắt lời đối phương, ta nói này, các người còn nói lý lẽ hay không hả? Trước đó Kim Tước có nói nếu toàn bộ quân của La Chiếu vượt sông thì không được đuổi giết sao? Quân Yến chưa rút lui hết, ta liền mạo hiểm xuất kích, ngược lại thành lỗi của ta rồi hả? Chư vị, dựa theo tin tức, nước Tống đã bố trí lương thảo chi viện cho quân La Chiếu, chúng ta cần phải đuổi theo. Bây giờ không đuổi thì phải đợi tới khi nào? Doi ngửa quất mạnh vào ngực ông ta, hay chúng ta còn phải đợi truyền tin cho Kim Tước, sau đó chờ Kim Tước hồi âm rồi quyết định nên truy kích? Chúng ta vốn cách quân La Chiếu rất xa, đợi đến khi quân La Chiếu gặp được Lương Thảo, hơn 2 triệu quân tống ăn uống no đủ, lúc đó chúng ta va chạm rồi chịu chết hay sao? Ta nói này, các người có hiểu được hành quân đánh trận không? Ta chỉ dựa theo những gì Kim Tước giao cho mà làm, nếu như không tuân theo, có phải sẽ chỉ hoãn không? rồi các người lại tìm ta hỏi tội, phải chăng muốn chất vấn tại sao trì hoãn. Lời vừa thốt ra khiến tất cả mọi người nhìn nhau, nghe cũng có chút đạo lý. Đơn đông tinh đứng ngoài quan sát, trong lòng mừng rỡ, phát hiện tên này đúng là có thể tháo gỡ mọi việc. Ngô công lĩnh nghiêng đầu nhìn sang Huệ Thanh Bình, phu nhân, bà có thể ra mặt nói vài lời công bằng hay không? Huệ Thanh Bình quay đầu qua một bên, vốn không để ý tới. Trường 1073, ai đánh thì người đó tới chị hai thất vọng đau khổ nha ngô công lĩnh ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng sau đó nói với mọi người dù sao cái mạng này của lão tử ở trong tay các ngươi nói nhiều rồi nói nhảm không có ý nghĩa chi bằng nhìn ta hành động thực tế cho dù trong tay la chiếu có bao nhiêu quân ta vẫn có thể giải quyết xong hắn đạt được mục đích của kim tước như thường nếu như không làm được bất cứ lúc nào các ngươi cũng có thể lấy mạng lão tử thế các ngươi đã vừa lòng chưa mọi người cứ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta xem ra trước mắt cũng chỉ có thể như thế tê bích tăng trầm giọng nói tốt nhất ngươi đừng giở trò gì đó suy ngô công lĩnh khinh thường phất tay đi về phía huệ thanh bình nhân tiện quàng tay ra sau lưng bà ta bình bình giận sao huệ thanh bình như bị rắn cắn đột một quay đầu lại vung tay đẩy ông ta ra nghiêm khắc cảnh cáo cách xa ta một chút bà ta không chịu được tên này trước mặt mọi người như vậy nhưng chẳng thể vứt bỏ ông ta ai ngờ ngay sau đó ngô công lĩnh đột một bế bà ta lên Hôm nào cũng thắm thiết mà còn sợ à? Vừa chạm vào đã hôn liền, thật khó coi, ai nấy đều im lặng quay đi, thật sự không nhìn nổi, sợ làm cho Huệ Thanh Bình xấu hổ, coi như hai người đó làm gì cũng không ai thấy. Bốp, âm thanh giòn giã vang lên, kế đó là tiếng vật nặng ngã xuống đất. Mọi người nhìn lại, chỉ trong chốc lát, Ngô Công lính đã nằm sấp trên nền đất, miệng mũi chảy máu, nằm bất động tại đấy. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm một hồi, nhìn gương mặt lạnh như xương của Huệ Thanh Bình vì quá sợ hãi nên tranh nhau bỏ chạy. Huệ Thanh Bình, bà điên rồi sao? Trưởng lão Bách Xuyên Cốc Tào Dũng lách mình đứng trước mặt Huệ Thanh Bình và nghiêm nghị chất vấn, lúc này nếu đánh chết ngô công lính, mọi người biết báo cáo kết quả nhiệm vụ thế nào. Thấy mọi người có vẻ cứu giúp ngô công lính, hơn nữa còn phẫn nộ nhìn mình, giống như ngược lại là mình sai, bộ ngực Huệ Thanh Bình dồn dập phập phồng. Sắc mặt bà ta lúc đỏ lúc trắng, hết sức tức giận. May mà sau khi kiểm tra, bọn họ phát hiện Huệ Thanh Bình ra tay xem như còn chừng mực, Ngô Công Lĩnh chỉ bị đánh hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Sau khi làm phép cho hơi thở lưu thông, Ngô Công Lĩnh mới cất tiếng ưm, mở hai mắt tỉnh lại. Mới tỉnh lại, Ngô Công Lĩnh đã nổi giận, vung tay đẩy người vừa giúp mình rồi lảo đảo bò dậy, nửa bên mặt sưng phồng lên với tốc độ nhanh đến mức có thể thấy được. Đơn Đông Tinh nhìn mà lắc đầu, thầm nghĩ, đây đã là lần thứ ba bị đánh thành dạng này rồi. Ngô Công Lĩnh lắc lư thân mình, chỉ vào Huệ Thanh Bình rồi nói với mọi người, với thái độ này, xem như ta đã nhìn ra, các ngươi chỉ đang lợi dụng ta, lợi dụng xong rồi giết chết ta đúng không? Đại tướng quân, đừng hành động theo cảm tính, trước tiên xử lý vết thương một chút đi. Hướng Thiên Quang xòe tay định làm phép giúp ông ta giảm bớt vết sưng. Không cần ngươi làm người tốt, Ngô Công lính gạt tay hắn ta ra, chỉ vào Huệ Thanh Bình mà nói, ai đánh thì người đó đến trị, yêu cầu này không quá đáng chứ? Cái gì mà gả cho ta, lừa gạt ta chơi à? Các ngươi đã từng gặp loại thê tử này chưa? Giờ đây, một khi các ngươi đạt được mục đích bà ấy không giết ta mới là lạ ta còn có đường sống sao ôi hướng thiên quang dở khóc dở cười nói đại tướng quân người suy nghĩ nhiều rồi thật sự là trước mắt bao người người hành động quá mức liều lĩnh lỗ máng huệ trưởng lão ôi phu nhân chịu không được mà thôi người ta cũng đã là của người không tồn tại vấn đề người vừa nói đâu tốt hy vọng là ta đã nghĩ nhiều rồi nhiều huynh đệ đang nhìn như thế vậy mà ta lại bị phu nhân đánh ngã trước mặt mọi người bộ mặt này của ta biết để vào đâu bảo ta lĩnh quân thế nào uy tín của ta ở đâu mặt mũi này ta phải tìm trở về phu nhân của ta đi theo hầu hạ ta không đủ sao ngô công lĩnh chỉ chỉ mặt mình lại chỉ vào huệ thanh bình và nói không cần người khác bà ta đánh thì bà ta trị còn nữa từ hôm nay trở đi làm thê tử phải có dáng vẻ làm thê tử không cho phép tránh ta đàng hoàng tử tế ở bên cạnh hầu hạ lão tử thế mà còn được một tấc muốn tiến thêm một bước huệ thanh bình cả giận nói